Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 73. Chúng ta cùng nhau. Diệp Quân bật cười, đúng, không thể quên tháp ra được. Tiểu tháp cũng nở nụ cười. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, nhóc con, ta đi đây. Diệp Quân nhìn về phía người đàn ông áo xanh, ông không chào tạm biệt An tiền bối sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, thôi khỏi. Nói xong, ông ấy không nói gì nữa, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong tinh không mênh mông. Diệp Quân nhìn theo đạo kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh không, lắc đầu cười, ông nội nói đi là đi luôn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, kế hoạch tiếp theo là gì? Diệp Quân cười nói, về nhà trước đã. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Chấn tộc. Lúc này, trong đại điện của chấn tộc, đám cường giả chấn tộc tụ tập lại một chỗ, ai nấy đều trầm mặc, vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi, bọn họ mới nhận được tin tức, các cường giả mạnh nhất trong tộc tiên linh hầu như đều đã bị giết chết. Tộc tiên linh đấy. Tộc tiên linh là chủng tộc lớn mạnh có cường giả cảnh giới 9 phần thần tính. Nhưng không một ai có thể vượt qua được thư viện Quan Huyên. Trấn Thiên thản nhiên nhìn mọi người, sau đó nói, các vị nghĩ sao? Sau khi im lặng khá lâu, một trưởng lão thấp giọng thở dài, thực lực của thư viện Quan Huyên này đã vượt xa khỏi dữ liệu của chúng ta. Bởi vì bọn họ đã biết được người đánh bại tộc tiên linh lần này không phải người phụ nữ váy trắng lần trước, mà là một vị kiếm tu áo xanh ông nội của Diệp Quân. Lại một vị cường giả siêu cấp khác. Thực lực của thư viện Quan Huyên này đúng là vô cùng đáng sợ. Trấn Thiên thản nhiên liếc nhìn mọi người, ngày mai ta sẽ đi đến thư viện Quan Huyên để thương lượng với Tần các chủ về việc trấn tộc ta gia nhập thư viện Quan Huyên, các vị có ý kiến gì không? Mọi người đều lắc đầu. Thấy cảnh tượng này, Trấn Thiên khẽ gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Mặc dù trước đó trấn tộc đã quyết định gia nhập thư viện Quan Huyên, nhưng chuyện này vẫn luôn bị trì hoãn, nguyên nhân chủ yếu là vì trong tộc có nhiều ý kiến bất đồng. Bây giờ đã không còn ý kiến nào khác nữa. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, nếu bây giờ không gia nhập, tương lai gia nhập thì có lẽ sẽ không được hưởng đãi ngộ như bây giờ nữa. Lúc này, có trưởng lão đột nhiên nói, Nam Tuyết và Diệp công tử. Nghe vậy, đám cường giả chấn tộc trong điện đột nhiên tỉnh táo. Nếu hai người họ có thể kết hôn thì chắc chắn đó là một việc vô cùng tuyệt vời đối với chấn tộc. Trấn Thiên bình tĩnh nói, đây là chuyện giữa đám tiểu bối, để cho bọn nó tự giải quyết. Đương nhiên gã cũng hy vọng Trấn Nam Tuyết sẽ có kết quả tốt đẹp với Diệp Quân, nhưng gã cũng biết rõ, chấn tộc thật sự không thể nhúng tay vào chuyện này, nếu không, sẽ chỉ phản tác dụng. Thuận theo tự nhiên. Ngay lúc này, Trấn Nam Tuyết bước vào. Mọi người rối rít nhìn về phía Trấn Nam Tuyết, tất cả các trưởng lão đều đồng loạt nở nụ cười. Bây giờ địa vị của Trấn Nam Tuyết ở Trấn tộc thật sự chỉ đứng sau tộc trưởng Trấn Thiên. Trấn Thiên cũng nở nụ cười, cảm thấy thế nào khi đến Tiên Bảo Các. Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, Tiên Bảo Các thật sự rất khủng khiếp, đã vượt qua khỏi dự đoán của con. Không thể không nói, cô ta cảm thấy vô cùng sốc sau khi tiến vào Tiên Bảo Các. Hoạt động kinh doanh của Tiên Bảo Các đã trải rộng trên khắp các vũ trụ. Thật sự là trải rộng trên khắp các vũ trụ. Không chỉ vậy mà còn đang điên cuồng bành trướng. Điều khiến cô ta cảm thấy khiếp sợ là dù Tiên Bảo Các đang bành trướng kinh khủng như vậy, nhưng lại rất ổn định, cũng không có vấn đề gì về tiền vốn. Cuối cùng, cô ta còn phát hiện, ở sau lưng Tần Quan còn có một đoàn đội siêu cấp, đoàn đội này có tới hàng trăm vạn người, những người này đều là nhân tài đứng đầu của các vũ trụ. Thiên phú tu luyện của bọn họ có lẽ không phải là quá yêu nghiệt, nhưng năng lực kinh doanh và năng lực quản lý chắc chắn đứng đầu. Có người, có tiền. Có thể tưởng tượng được tương lai của thư viện Quan Huyên này đáng sợ cỡ nào. Trấn Thiên hơi tò mò, nói nghe thử xem. Trấn Nam Tuyết kể lại trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian này ở Tiên Bảo Các. Sau khi nghe Trấn Nam Tuyết nói xong, đám cường giả trấn tộc rơi vào trầm tư. Lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói khẽ, nếu ta đoán không sai, vị Tần các chủ này đang bày bố cục diện. Trấn Nam Tuyết nhìn về phía Trấn Thiên, bày bố cục diện ư. Trấn Thiên khẽ gật đầu, bà ấy muốn giúp Diệp công tử thống nhất toàn vũ trụ, không chỉ vậy, bà ấy còn xây dựng một hệ thống kinh tế và hệ thống tư pháp. Nói đến đây, sắc mặt của gã dần trở nên nghiêm trọng, trấn tộc ta phải nhanh chóng gia nhập thư viện Quan Huyên,
bởi vì trong tương lai, tất cả thế lực sẽ phải cúi đầu trước Quan Huyên Pháp. Trong đại điện, vẻ mặt của đám cường giả đều vô cùng nghiêm túc. Bởi vì bọn họ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Quả thật bây giờ bọn họ có thể lựa chọn không gia nhập, dù sao Diệp công tử cũng sẽ nể mặt, nhưng sau này Trấn tộc muốn gia nhập e rằng không đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi, dù sao tình cảm con người đều sẽ phai nhạt theo thời gian. Trấn Nam Tuyết đột nhiên nói, lần này con trở về là để nói cho mọi người một tin tốt. Trấn Thiên vội nói, tin tốt gì? Trấn Nam Tuyết cười nói, Tần các chủ đã để cho con phụ trách thương hội ở khu vực vũ trụ của chúng ta, không chỉ vậy, còn để cho con chiêu mộ nhân tài trong Trấn tộc chúng ta. Nghe Trấn Nam Tuyết nói vậy, đám cường giả Trấn tộc trong điện vô cùng phấn khích. Quyền lợi của Trấn Nam Tuyết ở Tiên Bảo Các càng lớn, tất nhiên càng có lợi với Trấn tộc. Trấn Nam Tuyết tiếp tục nói, lần này con trở về là muốn dẫn theo vài người trong tộc đến Tiên Bảo Các để học tập và bồi dưỡng. Trấn Thiên cười nói, con có thể chọn bất kỳ người nào trong tộc. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói, ngoài ra, con còn có một việc muốn được tộc trưởng ủng hộ. Trấn Thiên cười nói, con nói đi. Trấn Nam Tuyết cười nói, tộc trưởng, con muốn để cho người trong tộc bắt đầu học Quan Huyên Pháp. Trấn Thiên hơi ngạc nhiên, Quan Huyên Pháp ư. Trấn Nam Tuyết gật đầu, ở Tiên Bảo Các và Thư Viện Quan Huyên, phải tuân thủ theo Quan Huyên Pháp. Điều con lo lắng nhất bây giờ là phần lớn thế hệ trẻ của Trấn tộc đều đã hình thành thói quen tự do, nếu bảo bọn họ tuân thủ theo Quan Huyên Pháp, bị ràng buộc, bọn họ. Trấn Thiên bỗng đứng bật dậy, nếu chúng ta không chủ động thay đổi ngay bây giờ, chẳng lẽ lại đợi người khác tới để cưỡng ép chúng ta thay đổi sao? Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, không chỉ thế hệ trẻ của Trấn tộc ta, kể cả thế hệ cũ cũng phải bắt chước học tập theo Quan Huyên Pháp. Đề cao Quan Huyên Pháp hơn gia pháp của Trấn tộc ta. Nói đến đây, gã dừng lại một lúc, sau đó lại nói, không chỉ vậy, từ giờ trở đi, Trấn tộc ta nhất định phải toàn lực ủng hộ phương châm, đường lối và chính sách của Thư viện Quan Huyên, kiên định đi theo Thư viện Quan Huyên. Trong điện, đám cường giả Trấn tộc không nói lời nào, cũng không phản đối. Trấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ở ngoài điện, khẽ nói, các vị, ta biết lúc mới thay đổi sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng đây là cơ hội của Trấn tộc ta, chỉ cần Trấn tộc ta nắm chắc được cơ hội này, chắc chắn sẽ trở thành một thế lực siêu cấp trong tương lai. Nói đơn giản, tổ tiên đi đúng đường thì con cháu sẽ hưởng phúc. Trấn Thiên cũng không hề biết, chính vì quyết định hôm nay của gã, Trấn tộc sẽ trở thành một thế lực siêu khủng khiếp trên toàn vũ trụ trong tương lai. Thành Quan Huyên. Sau khi Diệp Quân trở lại thành Quan Huyên, hắn định đi tìm An Nam Tịnh để tiếp tục tu luyện thực chiến, nhưng Tần Quan lại gọi hắn đến. Trong điện chỉ có hai mẹ con, Tần Quan nói, ông nội con đi rồi à? Diệp Quân gật đầu, đi rồi à? Tần Quan cười nói, ông ấy đã nói gì với con? Diệp Quân nói, một vài chuyện liên quan tới cảnh giới, còn cả phương hướng phải đi sau này. Tần Quan đột nhiên cảm khái, cha con năm đó cũng không được hưởng đãi ngộ này. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, cha và ông nội năm đó. Tần Quan khẽ nói, chắc con đã biết, ông nội con được nuôi dưỡng ở bên ngoài từ nhỏ, vì thế cũng nuôi dưỡng cha con ở bên ngoài, nhưng cách nuôi dưỡng cha con ở bên ngoài không giống với cách nuôi dưỡng con ở bên ngoài, mà là hoàn toàn nuôi dưỡng ở bên ngoài không chút quan tâm, do đó cha con chưa bao giờ cảm nhận được tình thân. Bây giờ ông nội con đối xử với con như vậy, một phần cũng vì muốn bù đắp cho lỗi lầm năm đó. Diệp Quân yên lặng. Tần Quan cười nói, thật ra không chỉ mỗi ông ấy, mà các tiền bối của Dương tộc đối xử tốt với con cũng một phần vì nguyên nhân này, phải biết rằng cha con năm đó đã suýt cắt đứt quan hệ với Dương tộc. Diệp Quân khẽ gật đầu, Tháp Gia đã từng nhắc đến chuyện này. Tần Quan nói, cũng chính bởi vì vậy mà sau đó chúng ta không dám nuôi dưỡng con ở bên ngoài quá mức, nhưng đồng thời chúng ta cũng sợ biến con trở thành loại công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng. Vì thế, từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn tìm cách để cân bằng, nhưng không thể không nói việc đó rất khó. Diệp Quân mỉm cười nói, mẹ, con có thể đi tốt chặng đường tiếp theo. Tần Quan cười nói, mẹ tin con. Diệp Quân nói, mẹ tìm con là vì có chuyện gì quan trọng sao? Tần Quan gật đầu, nói về kế hoạch trong tương lai của chúng ta. Diệp Quân yên lặng lắng nghe. Tần Quan nói, bây giờ vũ trụ Quan Huyên,
Chân vũ trụ, tuế nguyệt trường hà, thời đại cũ về cơ bản đều đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Nói đến đây, bà ấy đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, cười nói con hiểu nó có nghĩa là gì không? Diệp Quân chớp mắt, không nói lời nào. Tần Quan lắc đầu mỉm cười, sinh linh của những nơi này cộng lại cũng phải đến mấy trăm tỷ. Sắc mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm túc. Tần Quan lại nói, ở trong thư viện quan huyên của chúng ta có rất nhiều thế lực, những thế lực này đều rất rắc rối phức tạp, mâu thuẫn cũng không nhỏ. Mặc dù tạm thời chưa bộc phát nhưng đó là bởi vì có chúng ta trấn áp, nếu một ngày nào đó người lãnh đạo không có mặt thì thư viện quan huyên khổng lồ này của chúng ta sẽ trở thành một mớ hỗn độn như lũ lụt tràn bờ đê, lập tức trở nên hỗn loạn, toàn bộ vũ trụ cũng đồng thời rơi vào hỗn loạn. Diệp Quân trầm giọng nói, giống như thần nhất. Tần Quan khẽ gật đầu, đúng vậy, thần nhất thất bại bởi vì ông ấy quá tin tưởng người của mình, ông ấy cũng không ngờ bản tính con người đều tham lam, lúc ông ấy có mặt thì có thể trấn áp mọi thứ, một khi ông ấy không có mặt thì những người bên dưới chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ xấu vì ích lợi của mình. Nói đến đây, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, trong lòng con phải có tính toán rõ ràng. Diệp Quân nói, mẹ sắp phải rời đi sao? Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, đi đâu vậy ạ? Tần Quan nói, bên phía ông nội con có một nền văn minh mời mẹ đến làm khách, mẹ quyết định đi xem thử. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy hơi tò mò, nền văn minh gì vậy ạ? Tần Quan nói, nền văn minh quy giả, cách chúng ta rất xa rất xa. Diệp Quân muốn lên tiếng lại thôi. Tần Quan cười nói, muốn đi cùng mẹ à? Diệp Quân gật đầu. Tần Quan khẽ mỉm cười, không được, con còn rất nhiều việc phải xử lý, ví dụ như Tiểu Ca và Tử Thụ, đều sắp sinh em bé. Diệp Quân chớp mắt, đời sau của người mang thiên mệnh à. Tần Quan bật cười, sau đó nói, đến đời con đã kết thúc rồi. Đến đời mình sẽ kết thúc. Diệp Quân trầm giọng nói, sau này nhà chúng ta, sẽ không còn người mang thiên mệnh nữa sao? Tần Quan khẽ gật đầu, chắc là thế. Diệp Quân khẽ cười, vâng. Hắn cũng không để ý đến người mang thiên mệnh này lắm. Tần Quan nói, trước khi mẹ đi, còn một việc cần phải làm. Diệp Quân hơi tò mò, việc gì ạ? Tần Quan mỉm cười nói, chúng thần điện. Diệp Quân sửng sốt. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đấu với nhà họ thần và tộc tiên linh nên bỏ mặc chúng thần điện này. Tần Quan nói, vừa nhận được tin chúng thần điện không muốn quy phục. Nên chúng ta phải tự đi một chuyến. Diệp Quân nói, vâng ạ. Cũng nên kết thúc chuyện với chúng thần điện rồi. Tần Quan đứng dậy, sau đó dẫn Diệp Quân rời đi. Thần giới. Dĩ nhiên chuyện của nhà họ thần và tộc tiên linh không thể giấu được chúng thần điện. Lúc này các chúng thần đã có mặt đầy đủ trong chúng thần điện. Họ đang bàn bạc làm sao để chống lại thư viện quan huyên. Người đứng đầu là thần chủ của chúng thần điện. Thần chủ ngồi trên thần vị, lạnh lùng liếc nhìn chúng thần xung quanh, chúng ta liều mạng với chúng. Liều mạng. Chúng thần lặng thinh. Thư viện quan huyên đầu tiên đã tiêu diệt nhà họ thần, sau đó là khu vực cổ hoang, bây giờ lại đánh bại tộc tiên linh. Sao mà liều mạng được? Trừ khi thần nhất sống lại, nếu không bây giờ chúng thần điện không thể đánh lại thư viện quan huyên. Thấy chúng thần im lặng, thần chủ lại nói, thà chết chứ không chịu khuất nhục. Không thể cứ đầu hàng thế chứ. Đầu hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các chúng thần nhìn nhau, dĩ nhiên họ không muốn đầu hàng. Gia nhập thư viện quan huyên, tuân thủ quan huyên pháp ư. Việc này còn khó chịu hơn việc giết họ nữa. Lúc này, một ông lão đứng lên, trầm giọng nói, với tình hình bây giờ, chúng ta không có bao nhiêu phần thắng nhưng đầu hàng, mọi người lại chẳng muốn, nếu đã thế thì chỉ có một con đường. Mọi người giải tán, chúng ta mỗi người tìm lối đi cho mình đi. Nói rồi ông lão xoay người đi. Thấy thế, sắc mặt các thần khác đều hơi khó coi. Bỏ chạy. Đương nhiên là được, chỉ cần họ trốn thoát thì thư viện quan huyên có muốn tìm họ cũng không phải chuyện dễ. Nhưng cứ thế mà chạy, sao họ có thể cam lòng được? Dù sao thần giới này đã tồn tại nhiều năm rồi mà. Lúc này thần chủ đứng đầu bỗng nói, đánh thì không đánh lại, nhưng không muốn đầu hàng, vậy các ngươi muốn làm sao? Các chúng thần trong điện nhìn nhau, cuối cùng lần lượt rời đi. Không lâu sau, cả thần điện chỉ còn lại một mình thần chủ.
nhìn thần điện không một bóng người trước mặt, thần chủ chậm rãi nhắm mắt lại. Chúng thần điện mà trước kia thầy đã tạo ra xem như không còn tồn tại nữa. Ngay lúc này bỗng có hai người bước đến bên ngoài đại điện. Chính là Tần Quan và Diệp Quân. Khi bước vào đại điện nhìn thấy thần chủ, Diệp Quân sửng sốt, con. Thần chủ mở mắt ra cười nói, sư phụ. Diệp Quân cực kỳ ngạc nhiên, Bảo Mỹ. Cô gái trước mặt thế mà lại là Lâm Bảo Mỹ. Diệp Quân ngơ ngác. Thần chủ mỉm cười, rất bất ngờ nhỉ. Mặt Diệp Quân đầy vẻ ngờ vực, rốt cuộc là chuyện gì thế? Lâm Bảo Mỹ mỉm cười bước đến trước mặt Diệp Quân, còn có thể là chuyện gì nữa? Như người thấy đấy. Diệp Quân quay sang nhìn Tần Quan. Tần Quan cười nói, cô nương này là thần chủ hiện giờ của chúng thần điện. Diệp Quân lặng thinh, hắn không ngờ Lâm Bảo Mỹ lại là thần chủ của chúng thần điện. Quả thật khiến hắn hơi ngạc nhiên. Lâm Bảo Mỹ khẽ nói, bây giờ chúng thần điện đã không còn tồn tại, hai người có thể tiếp quản thần giới này rồi. Diệp Quân trầm giọng nói, Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ cười nói, con là đệ tử của thầy thần nhất, lúc đầu khi gặp người ở động thiên thần nhất là kế hoạch của con. Vì con muốn xem thử người mà thầy chọn là người thế nào. Diệp Quân cười khổ. Lâm Bảo Mỹ cười nói, người rất giỏi, thầy không nhìn nhầm người, mà con cũng tin chắc người có thể thiết lập lại một trật tự mới. Nói xong, cô bé bỗng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Quân, cố lên. Diệp Quân sửng sốt. Lâm Bảo Mỹ đi ra phía bên ngoài. Diệp Quân bỗng nói, con đi đâu? Lâm Bảo Mỹ khẽ nói, đi phiêu du khắp nơi. Diệp Quân do dự một chốc, sau đó nói, hay là ở lại thư viện giúp ta. Lâm Bảo Mỹ cười nói, đợi con đi mệt rồi sẽ quay về tìm người. Dứt lời, cô bé đi ra khỏi điện. Vẻ mặt Diệp Quân hiện lên vẻ phức tạp. Tần Quan cười nói, cũng khá bất ngờ. Vốn dĩ bà ấy đã chuẩn bị đánh một trận khi đến đây, nhưng bà ấy không ngờ các thần của chúng thần điện đều bỏ chạy hết rồi. Diệp Quân ngưng suy nghĩ, sau đó nói. Những vị thần đó luôn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tần Quan khẽ gật đầu, là một mối nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cũng không cần vội. Thực lực của các vị thần đó vẫn không yếu, nếu chúng muốn ẩn nấp thật thì thư viện Quan Huyên muốn tiêu diệt hoàn toàn vẫn hơi khó. Diệp Quân bỗng nhìn Tần Quan, bao giờ thì mẹ đi? Tần Quan cười nói, đi ngay. Diệp Quân sửng sốt. Tần Quan nói, tiểu ái, ám u. Vừa dứt lời. Tiểu ái và ám u xuất hiện bên cạnh bà ấy. Tần Quan nói, con có thể hỏi tiểu ái về việc của tiên bảo các, con có thể hỏi ám u về hầu hết những chuyện của thư viện, sau đó họ sẽ từ từ nói cho con biết mọi thứ về tiên bảo các và thư viện, vốn dĩ mẹ muốn đợi sau này mới từ từ giao lại những thứ này cho con nhưng nghĩ lại, mẹ vẫn giao trước cho con để con dẫn họ tiếp tục tiến về phía trước. Diệp Quân hơi không nỡ, mẹ. Tần Quan mỉm cười, suy cho cùng con vẫn phải tự mình đi trên con đường phía trước, dĩ nhiên mẹ sẽ xuất hiện bên cạnh con lúc con cần. Diệp Quân cười nói, vâng. Tần Quan nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quân, rồi nói, sau khi con bước vào cảnh giới thần đạo, con đường tu luyện của con mới thực sự bắt đầu, mà lúc đó đường đi sẽ ngày càng khó khăn, nhưng mẹ tin con có thể làm được. Diệp Quân khẽ gật đầu, con sẽ không để mẹ thất vọng. Tần Quan cười nói, mẹ sẽ không bao giờ thất vọng về con, mẹ vẫn nói câu đó, con muốn làm gì thì cứ làm, nếu con không muốn quản những chuyện này, mẹ cũng ủng hộ con, dù sao con làm cái gì, mẹ đều ủng hộ con cả. Diệp Quân hơi cúi đầu xuống, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ. Tần Quan khẽ nói, mẹ đi trước thăm dò đường cho con, đợi mẹ xong việc sẽ quay lại. Diệp Quân gật đầu, vâng. Tần Quan mỉm cười nói, mẹ đi đây. Nói rồi bà ấy xoay người, sau đó biến mất. Trong điện, Diệp Quân im lặng một lúc lâu, khẽ nói, ra ngoài lâu như thế rồi, đã đến lúc nên về xem thế nào. Ám U vội nói, thiếu chủ, cần ta sắp xếp không? Diệp Quân cười nói, không cần đâu. Ám U hơi cúi người, sau đó lùi sang một bên. Diệp Quân nhìn tiểu ái bên cạnh, mẹ ta có dặn gì không? Tiểu ái gật đầu. Hiện giờ tiên bảo các của chúng ta có hàng trăm vạn chi nhánh trên toàn vũ trụ, điều động và bổ nhiệm nhân sự của hàng trăm vạn cửa hàng này đều do thiếu chủ quyết định, nên tiếp đó thiếu chủ sẽ rất bận rộn. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, những chuyện này đều phải cần đích thân ta làm sao? Tiểu ái khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười khổ.
đó không phải là bận bình thường đâu. Tiểu ái nói, ý của các chủ là thiếu chủ có thể mặc kệ chuyện trong tiên bảo các, nhưng phải có tính toán, để tránh việc thiếu chủ bỏ mặc quá mà dẫn đến nội bộ xảy ra vấn đề. Diệp Quân ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, cũng đúng. Nếu mình bỏ mặc quá mức, sau này có khả năng cao sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu ái nói tiếp, ngoài ra, tiên bảo các còn có hàng trăm bộ phận, trong đó quan trọng nhất là võ các, ẩn các và viện kỹ thuật, ta phụ trách viện kỹ thuật, âm các do ám u phụ trách, võ các tạm thời do An cô nương phụ trách, nhưng An cô nương sắp đi rồi nên người phải tìm người khác phụ trách. Ngoài ra tiên bảo các còn có quân đội của mình, tên là tiên đạo vệ, đội quân này do các chủ tự mình xây dựng, trước giờ An cô nương vẫn luôn phụ trách huấn luyện. Diệp Quân bỗng nói, tiểu ca đều biết mấy chuyện này không? Tiểu ái gật đầu, biết, trước khi đến đây các chủ đã dặn dò những chuyện này với ca các chủ rồi. Diệp Quân mỉm cười, xem ra mẹ cũng biết mình không có thời gian quản lý mấy chuyện này. Hắn nhìn tiểu ái, nói tiếp đi. Tiểu ái gật đầu, sau đó tiếp tục nói hết mọi chuyện của tiên bảo các với Diệp Quân. Vẻ mặt Diệp Quân cũng dần trở nên nghiêm túc, vì lúc này hắn mới nhận ra tiên bảo các còn đáng sợ hơn những gì hắn nghĩ. Lúc đầu hắn chỉ ngây thơ nghĩ tiên bảo các là một thương hội, giờ xem ra mình đã nghĩ tiên bảo các quá đơn giản rồi. Thương hội của tiên bảo các có ở trên toàn vũ trụ, nói cách khác, tiên bảo các đã dựng nên một hệ thống kinh tế hoàn chỉnh ở cả vũ trụ, nói đơn giản hơn tiên bảo các có thể khống chế vật giá của toàn vũ trụ. Đây là khái niệm gì đây? Nếu tiên bảo các muốn tiền thì hoàn toàn có thể cướp đoạt hết thảy từ sinh linh toàn vũ trụ. Đương nhiên Tần Quan không làm vậy, ý định ban đầu mà bà ấy lập ra tiên bảo các không phải đơn thuần là vì tiền, mà là vì ổn định, để cả vũ trụ trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải trở nên tệ hại hơn. Lúc này Diệp Quân cũng mới hiểu ra tại sao Tần Quan lại để tiểu ái nói những chuyện này với hắn. Hắn có thể không tiếp quản mọi chuyện nhưng hắn phải biết rõ thực lực thật sự và sự đáng sợ của tiên bảo các. Tiền. Bây giờ nó chỉ là một con số với nhà họ Dương mà thôi. Thống nhất cả vũ trụ, thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, đây mới là việc nhà họ Dương muốn làm. Nghĩ đến đây Diệp Quân cảm thấy hơi phức tạp. Lúc này hắn mới hiểu nếu không có mẹ và Dương tộc giúp đỡ, dù hắn có sức mạnh vô địch, cũng không thể thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Thiết lập một trật tự không phải chỉ có sức mạnh vô địch là được, hắn phải xây dựng một thế lực lớn mạnh để nhiều người để giúp hắn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng nói, hiện giờ thư viện do nội các quản lý à? Tiểu ái gật đầu, thư viện tạm thời do nội các tiếp quản, sau khi thiếu chủ về, sẽ có người chuyên báo lại tình hình thư viện cho thiếu chủ. Diệp Quân khẽ nói, tự dưng lại cảm thấy áp lực hơi lớn. Vừa nói, hắn vừa lắc đầu khẽ cười, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả. Đi thôi, về vũ trụ Quan Huyên. Đã đến lúc về gặp tiểu ca và nhiều người bạn cũ rồi. Nhưng lúc hắn dùng kiếm Thanh Huyên xuyên qua thời không, một sức mạnh bí ẩn, đáng sợ đột nhiên ngăn hắn lại. Ngay sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay từ trong đường hầm thời không nắm lấy, không tồn tại vĩnh hằng. Đầu Diệp Quân choáng váng, nặng nề như bị đeo chì. Không biết bao lâu sau, hắn cảm thấy mình dừng lại, hắn cố gắng lắc đầu, đợi cảm giác nặng nề qua đi, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, hắn đã ở trong tinh không, cách trước mặt hắn khoảng trăm trượng, có một cô gái áo bào trắng. Lúc nhìn thấy cô gái này, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, là cô. Cô gái trước mặt chính là tông chủ quá khứ tông, Tư Phàm Tịnh. Tư Phàm Tịnh liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì. Vẻ mặt Diệp Quân nghiêm trọng, trong lòng thầm cảnh giác, kiếm Thanh Huyên trong cơ thể cũng chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Tư Phàm Tịnh khẽ cười, giây tiếp theo, cô ta giơ tay ra rồi búng nhẹ tay. Bùm! Trước mặt cô ta, một thanh kiếm bị hai ngón tay cô ta kẹp chặt. Thanh kiếm này chính là kiếm Thanh Huyên. Lúc nhìn thấy Tư Phàm Tịnh, Diệp Quân lập tức ra tay, sử dụng kiếm Thanh Huyên. Hắn không ngờ đối phương lại dễ dàng bắt được như vậy. Trong lòng Diệp Quân dâng lên cảm giác bất lực. Hắn biết với thực lực bây giờ, hắn không thể đánh trả cô gái trước mặt. Tư Phàm Tịnh bỗng buông lỏng tay, kiếm Thanh Huyên được một luồng sức mạnh thần bí đưa đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Tư Phàm Tịnh, có chuyện gì? Đối phương không thẳng thừng ra tay có nghĩa là có thể nói chuyện. Tư Phàm Tịnh bình tĩnh nói, không có chuyện gì,
chỉ muốn đánh ngươi một trận thôi. Nói xong, cô ta đột nhiên phất tay. Rầm. Trong nháy mắt, Diệp Quân bị đánh bay vạn trượng. Lúc vừa dừng lại, một vết máu tràn ra từ khóe miệng hắn. Không thể chống trả. Diệp Quân lau vết máu ở khóe miệng, sau đó cười nói, không hổ là cường giả cảnh giới 9 phần thần tính độc khai nhất đạo, thật lợi hại. Tư Phàm Tịnh liếc xéo Diệp Quân, không tức giận sao? Diệp Quân mỉm cười, năng lực không bằng người khác, có gì phải tức giận chứ? Khuôn mặt Tư Phàm Tịnh không chút biểu cảm, không nói gì. Diệp Quân cũng không lên tiếng, bắt đầu trị thương. Nhưng hắn chợt phát hiện ra cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh không có tác dụng. Vết thương trên người hắn không thể phục hồi. Chuyện gì vậy? Diệp Quân vô cùng kinh ngạc. Tư Phàm Tịnh bỗng quay người rời đi. Diệp Quân sững sờ rồi nói, Tịnh Tông Chủ, cô đến đây chỉ đơn giản là muốn đánh ta một trận thôi sao? Tư Phàm Tịnh không trả lời, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Diệp Quân không nói nên lời. Chết tiệt! Cô gái này thật sự đến đây để đánh hắn. Thật ngang ngược! Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm túc. Thực lực của cô gái này thật mạnh mẽ. Hắn không ngờ ngay cả kiếm Thanh Huyên cũng không thể làm tổn hại đối phương dù chỉ là một chút. Áp đảo thật sự. Diệp Quân lắc đầu cười khổ, cảm giác vô địch lúc trước đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng đối với hắn, đây không phải là chuyện xấu. Biết rõ chính mình. Diệp Quân nhìn về phía xa, sau đó quay người biến mất tại chỗ. Ở bên kia tinh không, Tư Phàm Tịnh đang chậm rãi bước đi bỗng dừng lại, phía trước xuất hiện một cô bé. Là Lâm Bảo Mỹ. Lâm Bảo Mỹ cười nói, Tịnh Tông Chủ không trò chuyện cùng sư phụ sao? Tư Phàm Tịnh bình tĩnh nói chuyện gì? Lâm Bảo Mỹ trầm giọng đáp, trật tự. Tư Phàm Tịnh lắc đầu, không có gì để nói cả. Lâm Bảo Mỹ đang định nói thì Tư Phàm Tịnh đã nói tiếp, từ khi vũ trụ ra đời, đã có vô số nền văn minh và chủng tộc xuất hiện, mà những nền văn minh và chủng tộc này đều biến mất trong dòng sông thời gian rộng lớn. Không có thế lực nào tồn tại mãi mãi, cũng không có trật tự nào có thể tồn tại vĩnh hằng, không có trật tự vũ trụ, ngươi hiểu không? Lâm Bảo Mỹ gật đầu, ta hiểu ý của Tịnh Tông Chủ, nhưng ta nghĩ trước đây không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có, ít nhất là sư phụ ta cũng đang nghiêm túc làm điều này. Tư Phàm Tịnh bình tĩnh nói, vậy sao? Lâm Bảo Mỹ cười nói, ta thấy cho dù sư phụ thất bại cũng chẳng sao. Ít nhất còn có người hy sinh cho vũ trụ và sinh linh này, giống như thần nhất, mặc dù kết quả cuối cùng không quá tốt, nhưng ít nhất vũ trụ thần nhất đã từng rất tốt, không phải sao? Tư Phàm Tịnh im lặng. Lâm Bảo Mỹ nói tiếp, Tịnh Tông Chủ, sư phụ ta từng nói trong vũ trụ bao la này có rất nhiều cường giả đỉnh cao, nhưng rất ít cường giả đỉnh cao làm gì đó cho chúng sinh, tại sao vậy? Tư Phàm Tịnh lắc đầu, ngươi sai rồi. Lâm Bảo Mỹ hỏi, sai ở đâu? Tư Phàm Tịnh chậm rãi đi về phía xa, thần nhất muốn thiết lập trật tự hoàn toàn mới, đây là việc riêng của ông ấy có thể làm vậy, nhưng không thể yêu cầu người khác phải giống mình. Mỗi người có cách sống của riêng mình, dựa vào đâu mà bắt người khác phải sống như mình chứ? Cho dù có trật tự hay không thì đều là một loại quy luật của vũ trụ. Người muốn có trật tự thì không sai, nhưng người khác không muốn bị ràng buộc bởi trật tự thì là sai sao? Lâm Bảo Mỹ im lặng. Tư Phàm Tịnh nói tiếp, hơn nữa, ta và sư phụ ngươi đều nhìn mọi thứ từ góc độ của chúng sinh trong vũ trụ, nhưng các ngươi đã từng nghĩ cho vũ trụ bao la này chưa? Vũ trụ có quy luật, cũng có trật tự của nó, chỉ là sau này có một số kẻ mạnh đã thay đổi trật tự vũ trụ, thiết lập cái gọi là trật tự của riêng mình, nhưng cái giá phải trả là gì? Chính là sự hủy diệt dần dần của vũ trụ. Lâm Bảo Mỹ nói, chúng ta là con người, đương nhiên nên đứng từ góc độ con người. Tư Phàm Tịnh quay sang nhìn Lâm Bảo Mỹ, ta không phải con người. Lâm Bảo Mỹ kinh ngạc, sao có thể? Tư Phàm Tịnh bình tĩnh nói, có thể nói ta là một nửa con người. Nói xong, cô ta chậm rãi đi về phía tinh không sâu thẳm. Một nửa người. Lâm Bảo Mỹ nhìn theo bóng lưng Tư Phàm Tịnh với vẻ khó tin, một nửa là người vậy nửa kia là gì? Lúc này, Lâm Bảo Mỹ đã hiểu tại sao Tịnh Tông Chủ luôn phản đối thiết lập trật tự. Thì ra mọi người đều có lập trường riêng. Lập trường khác nhau chắc chắn sẽ không thể đàm phán. Lâm Bảo Mỹ quay lại nhìn tinh không xa xôi với ánh mắt lo lắng. Ở một diễn biến khác,
Diệp Quân sử dụng kiếm Thanh Huyên để quay về vũ trụ Quan Huyên. Quan Huyên giới. Trong tinh không, Diệp Quân nhìn vào đại điện với vẻ mặt phức tạp. Quan Huyên điện. Đây là tổng bộ của thư viện Quan Huyên. Cho dù thư viện Quan Huyên đã mở rộng bao nhiêu thư viện ở bên ngoài thì nơi đây vẫn luôn là tổng bộ. Diệp Quân biến mất tại chỗ. Trong điện, có hai người phụ nữ đang bận rộn. Đó là Lý Bán Chi và Nạp Lan Ca. Việc của Tiên Bảo Các về cơ bản đều do Tần Quan phụ trách, còn việc của thư viện do Lý Bán Chi và Nạp Lan Ca cai quản. Thư viện Quan Huyên có thể mở rộng nhanh như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của Tần Quan, nếu không có Tần Quan giúp đỡ thì thư viện Quan Huyên chắc chắn không thể mở rộng ra bên ngoài. Dù sao thư viện Quan Huyên cũng không giàu có bằng Tiên Bảo Các. Đương nhiên, đối với Tần Quan mà nói, bà ấy không phân biệt Tiên Bảo Các hay thư viện Quan Huyên, dù sao chúng đều thuộc về con trai bà ấy. Nạp Lan Ca hỏi, dì Lý, gần đây có tin tức gì của Tiểu Quân không? Lý Bán Chi mím môi cười, hôm nay con đã hỏi 3 lần rồi. Nạp Lan Ca cười nói, mẹ nói với con rằng sau khi gặp Tiểu Quân, sẽ bảo huynh ấy về một chuyến, cũng không biết bây giờ huynh ấy đang làm gì. Lý Bán Chi cười nói, sao con không đi tìm Diệp Quân? Nạp Lan Ca lắc đầu, con phải bảo vệ nơi này giúp huynh ấy. Lý Bán Chi thầm thở dài, không biết bà ấy nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có vẻ buồn bực, con còn có người chờ, còn mình thì sao? Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hai người phụ nữ cùng quay lại nhìn, vừa thấy người tới, cả hai đều sững sờ. Người đến chính là Diệp Quân. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân với vẻ kinh ngạc, huynh. Diệp Quân mỉm cười, hắn đi tới trước mặt hai người họ, sau đó hành lễ với Lý Bán Chi, dì Lý. Nghe Diệp Quân cung kính gọi, Lý Bán Chi cười nói, các con nói chuyện đi. Nói xong bà ấy quay người rời đi. Sau khi Lý Bán Chi rời đi, Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, hắn nhìn bụng Nạp Lan Ca, lúc này bụng Nạp Lan Ca đã to hơn. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy Nạp Lan Ca, nhẹ nhàng nói, Tiểu Ca. Nạp Lan Ca cười nói, về là tốt rồi. Nói xong cô vòng tay ôm lấy Diệp Quân. Hai người lặng lẽ ôm nhau. Một lúc lâu sau, Diệp Quân hỏi, khi nào thì sinh? Nạp Lan Ca cười nói, sắp rồi. Diệp Quân mỉm cười. Nạp Lan Ca nhẹ nhàng nói, kể cho ta nghe chuyện lúc huynh ở ngoài đi. Diệp Quân gật đầu. Hai người ngồi trước cửa đại điện, Diệp Quân thì thầm kể, Nạp Lan Ca yên lặng lắng nghe. Xa xa, hoàng hôn răng đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Những thị vệ xung quanh thư viện Quan Huyên cũng lần lượt rút lui. Thật lâu sau, Nạp Lan Ca cười nói, ở bên ngoài thật tuyệt vời. Diệp Quân cười nói, đúng vậy, lần sau muội có muốn đi cùng huynh không? Nạp Lan Ca lắc đầu. Diệp Quân không hiểu, tại sao? Nạp Lan Ca mỉm cười, ta phải bảo vệ nơi này cho huynh. Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân chắc chắn không có nhiều thời gian để quản lý thư viện, vì vậy, cô phải ở lại đây, không thể giao thư viện cho người ngoài được. Mọi quyết định của thư viện bây giờ sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh linh vũ trụ. Cô và Lý Bán Chi luôn giải quyết mọi việc vô cùng thận trọng. Nghe Nạp Lan Ca nói vậy, Diệp Quân cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy áy náy, bởi vì hắn có quá ít thời gian ở bên Nạp Lan Ca. Đúng lúc này, Nạp Lan Ca nói, Thiên Thiên. Thiên Thiên. Diệp Quân sững sờ. Ngao Thiên Thiên bước ra, nhìn thấy Nạp Lan Ca, cô ấy mỉm cười, không nói gì. Nạp Lan Ca cười nói, hai người đã thành thân rồi nhỉ. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân gật đầu, ừ. Lúc này, hắn đương nhiên không thể run sợ. Thấy biểu hiện của Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên mỉm cười. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân hơi áy náy, thầm hỏi trong lòng, tháp gia, cha ta gặp tình huống này thường làm thế nào? Tiểu tháp nói, cha ngươi rất gian xảo, không bao giờ để tình huống này xảy ra. Diệp Quân, bầu không khí chợt đọng lại. Ngao Thiên Thiên mặt ngoài nhìn thì bình tĩnh nhưng trong lòng đang thấp thỏm lo âu, không biết Nạp Lan Ca gọi cô ấy ra để làm gì. Cãi nhau? Chắc là không đâu. Đánh nhau? Lại càng không thể. Chỉ nghe Nạp Lan Ca lên tiếng, muội muốn nói chuyện riêng với Thiên Thiên. Nói chuyện riêng? 3 chữ này khiến Diệp Quân ngạc nhiên. Ngao Thiên Thiên cũng kinh ngạc. Nạp Lan Ca cười hỏi Diệp Quân, không được ư?
Hắn chần chừ, tiểu ca à? Nạp Lan Ca mỉm cười, chỉ trò chuyện mà thôi. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, thấy cô vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, hai mắt không nhìn hắn. Thế là chỉ còn cách cười khổ, vậy hai muội nói chuyện nhé. Nói xong, hắn bước sang một bên. Bị Nạp Lan Ca liếc một cái, huynh tránh xa ra. Diệp Quân. Dưới ánh mắt của cô, hắn chỉ còn cách rời khỏi đại điện. Đặt mông ngồi trên thềm đá, không khỏi thấy lo lắng. Chợt Diệp Quân tò mò hỏi, Tháp gia, giữa cha ta với ông nội, ai có nhiều vợ hơn? Tiểu Tháp chỉ nói, người ngứa đòn lắm rồi. Diệp Quân. Hai cô gái hàn huyên với nhau ước chừng một canh giờ. Diệp Quân bên ngoài nhiều lần muốn ghé tai vào nghe, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Bởi vì hắn tôn trọng Nạp Lan Ca. Đúng lúc ấy, hai cô gái đi ra. Diệp Quân sững người tại chỗ. Bởi vì Nạp Lan Ca và Ngao Thiên Thiên đang vừa đi vừa nắm tay nhau, nói cười vô cùng vui vẻ. Chuyện gì thế này? Nạp Lan Ca quay sang nói với hắn, bọn ta trò chuyện xong rồi. Diệp Quân lập tức đứng lên nắm tay cả hai, nói những gì nào. Đã đến nước này, chỉ còn cách giở trò vô liêm sỉ. Đã dám làm thì phải dám chịu. Bằng không cứ lần lần lứa lứa thì đến hắn cũng khinh chính mình chứ đừng nói chi hai cô gái. Chỉ thấy Nạp Lan Ca mỉm cười, bí mật. Diệp Quân chỉ đành cười theo, siết tay hai cô gái. Nạp Lan Ca lại nói, huynh và Ngao Thiên Thiên đã trở lại, nên đến tộc Thiên Long một chuyến. Tộc Thiên Long. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, thấy cô ấy cười đáp, muội tự về cũng được. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân. Hắn cười nói, đương nhiên ta sẽ đi cùng muội. Nạp Lan Ca, đi đi. Trên gương mặt cô là nụ cười mỉm chi, không có gì là phiền lòng. Diệp Quân chỉ có một thoáng do dự, được. Sau đó đưa Ngao Thiên Thiên đi. Nạp Lan Ca đứng lại, nhìn hai người mãi không rời mắt. Trên đường đi đến tộc Thiên Long, Diệp Quân không nhịn được mà hỏi, Thiên Thiên à, muội và tiểu ca nói những gì vậy? Ngao Thiên Thiên chỉ đáp, bí mật. Mặt Diệp Quân đen hẳn đi. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, huynh lo ta và tiểu ca tranh cãi ẩu đả với nhau. Diệp Quân lắc đầu, cả muội và muội ấy đều không phải người như vậy. Ngao Thiên Thiên bỗng hỏi, huynh còn định có bao nhiêu cô vợ nữa? Diệp Quân ngẩn ra rồi lắc đầu nguầy nguậy, không ai nữa. Ngao Thiên Thiên chỉ im lặng đưa sang một ánh mắt. Làm Diệp Quân lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Chỉ biết cười khổ nói, trước kia tuổi trẻ vô tri. Muội xem, dạo này ta có trêu chọc cô nào nữa đâu. Ngao Thiên Thiên chỉ đáp, ừ, huynh không trêu ai, là bọn họ trêu huynh. Diệp Quân. Ngao Thiên Thiên đổi đề tài, đến nơi rồi. Diệp Quân ngẩng lên, thấy Thiên Long giới đang ở trước mặt. Nhờ có Ngao Thiên Thiên mà địa vị của Diệp Quân ở tộc Thiên Long cũng theo đó mà dâng cao. Tuy sức mạnh không đứng hàng đầu nhưng không có gia tộc hay thế lực nào dám xem thường. Tất cả nhờ có Ngao Thiên Thiên. Ai mà không biết cô ấy chính là thiếu chủ mẫu. Đã vậy hai người này dung hợp với nhau như hình với bóng. Vậy nên không có ai ngu xuẩn đến độ sẽ cố tình đi chọc giận tộc Thiên Long. Ngao Thiên Thiên nhìn Thiên Long giới, không giấu được một nụ cười. Cô ấy đương nhiên rất nhớ nhà, nhưng lại không nỡ để Diệp Quân một thân một mình. Bỗng hắn nắm lấy tay cô, cười nói, chúng ta đi nào. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Hai người vừa bước vào thì đã bị mấy tia thần thức tiếp cận, nhưng chúng nhanh chóng lui ra, để một người đàn ông trung niên dẫn theo một nhóm cường giả tộc Thiên Long bước tới. Người đó chính là tộc trưởng đương nhiệm Ngao Thịnh. Thấy người đến là ai, ông ấy và các cường giả đều trở nên phấn khởi. Ngao Thịnh dẫn bọn họ đến, cung kính hành lễ với hai người kia, tham kiến thiếu chủ. Diệp Quân lập tức đỡ ông dậy, cười nói, nhạc phụ đại nhân đừng vậy ạ. Ngao Thịnh nghe xưng hô này thì cười phá ra. Các tộc nhân phía sau cũng bật cười. Ngao Thiên Thiên lên tiếng chào hỏi, phụ vương. Ngao Thịnh mỉm cười nói với cô ấy, về là tốt rồi, vào đi. Bọn họ đi vào Thiên Long Điện, nơi Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên được sắp xếp ngồi ở ghế đầu. Tuy Diệp Quân là con rể nhưng tộc Thiên Long không ai dám xem hắn như tiểu bối. Chỉ có các thế lực trong thư viện mới biết Tiên Bảo Các và thư viện Quan Huyên hiện nay đã đáng sợ đến mức nào. Ngao Thịnh lắc đầu, cười nói với Diệp Quân, tiểu quân à, ta đã không nhìn rõ sức mạnh của con đến đâu nữa rồi, cả Thiên Thiên cũng vậy,
Các trưởng lão gật gù, trong mắt họ, Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên như tinh không vô ngần, không nhìn thấy đáy. Diệp Quân vung tay, gọi mười mấy chiếc nhẫn bay đến trước mặt nhóm Ngao Thịnh. Làm bọn họ ngạc nhiên. Diệp Quân, đây là thành ý của con, mong nhạc phụ và các vị trưởng bối nhận lấy. Bọn họ nhìn vào bên trong thì giật nảy. Bởi vì mỗi chiếc nhẫn chứa 100 tổ nguyên. Là tổ nguyên đấy. Vũ trụ quan huyên hiện nay chưa tiếp xúc với linh khí bực này mà vẫn còn dùng đạo tinh, nhưng họ đã nghe về tổ nguyên. Tộc nhân tộc Thiên Long không giữ được bình tĩnh. Có tổ nguyên trong tay, họ có thể tăng lên ít nhất một cấp, thậm chí nhiều hơn. Ngao Thịnh cũng xúc động ra mặt, bởi trong nhẫn của ông ấy không phải tổ nguyên mà là tổ mạch. Tổ mạch, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là tộc Thiên Long sẽ phát triển vượt trội trong tương lai. Hiện giờ gần như không có thế lực nào trong thư viện quan huyên có được tổ mạch. Không phải tần quan ích kỷ mà vì tổ mạch là thần vật, tiên bảo các cũng không có bao nhiêu, không thể trang bị cho mỗi thế lực một cái được. Vũ trụ quan huyên hiện nay đang chiêu mộ rất nhiều thế lực, nếu phân phối tài nguyên không đều thì sẽ dẫn đến nội loạn. Vì vậy tổ mạch đã trở thành vật hy hữu, cho dù là với thư viện hay tiên bảo các. Ngoại lệ duy nhất chỉ có Diệp Quân. Từ trước đến nay, tổ mạch vẫn luôn nằm trong tay hắn. Ngao Thịnh chậm chậm đứng dậy, trần trừ nói, Tiểu Quân à, vật này quá quý giá. Diệp Quân chỉ cười đáp, là lòng thành của con, nhạc phụ nhận đi ạ. Ngao Thịnh nhìn Ngao Thiên Thiên, thấy con gái khẽ gật đầu. Thế là ông ấy không chấp nhất nữa mà cất nhẫn vào. Ánh mắt các vị rồng khác nhìn Diệp Quân cũng hiền từ hơn rất nhiều. Đồng thời cũng cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì năm xưa họ đã từng truy sát Diệp Quân. Nếu không có Ngao Thiên Thiên tự mình đứng ra hóa thù thành bạn cùng hắn, e rằng hôm nay tộc Thiên Long đã không còn trên cõi đời. Nghĩ vậy, các trưởng lão đồng loạt nhìn Ngao Thiên Thiên, cảm thấy cô gái này chính là phúc tinh của cả tộc. Ngao Thiên Thiên hiện nay đã được xác định là tộc trưởng kế nhiệm, uy danh đã vượt xa Ngao Thịnh, chỉ cần muốn là có thể trở thành tộc trưởng được cả tộc ủng hộ. Bỗng nhiên có âm thanh ồn ào truyền vào từ ngoài điện. Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên nhìn ra, thấy có vô số nam nữ thanh niên tộc Thiên Long đang tò mò ló đầu vào trong điện. Con số lên đến mấy nghìn người, còn có xu hướng gia tăng. Diệp Quân kinh ngạc, họ là... Ngao Thịnh mỉm cười, đến gặp thiếu chủ và Thiên Thiên đấy. Diệp Quân mang theo thân phận vô cùng bí ẩn trong thư viện quan huyên, bởi vì hắn hầu như luôn ở bên ngoài. Ít khi trở về nên gần như không ai nhận ra, nhưng đâu đâu cũng có giai thoại về hắn. Người từng khai chiến với chân vũ trụ, chinh chiến tuế nguyệt trường hà. Hắn chính là thần tượng của giới trẻ tộc Thiên Long ngày nay. Địa vị của Ngao Thiên Thiên trong tộc cũng cao đến đáng sợ, bởi vì Diệp Quân chinh chiến nơi nào cũng sẽ có hình bóng cô ấy. Uy vọng của Ngao Thiên Thiên không chỉ vượt qua Ngao Thịnh mà còn hơn xa các tộc trưởng tiền nhiệm, thậm chí là tổ tiên trong tộc. Biết được bọn họ trở lại, thế hệ trẻ tộc Thiên Long cũng vội vàng chạy đến. Nếu không có một trưởng lão ngăn lại, e rằng họ đã bổ nhào vào điện. Các thiếu niên bên ngoài nhìn thấy Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên thì phấn khích tột độ, một cô bé trong đó hưng phấn vẫy tay loạn xạ, Thiên Thiên tỷ. Ngao Thiên Thiên nhìn thấy thì mỉm cười nói, là Dư An. Cô ấy đứng lên, nhưng mới đi được vài bước đã quay lại, đưa tay ra với Diệp Quân. Hắn bật cười, nắm lấy tay cô đứng dậy, cùng Ngao Thiên Thiên bước ra. Ngao Thịnh và những người khác nhanh chóng đi theo. Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên vừa ra khỏi cửa điện, tiếng hoan hô đã bùng lên. Ngao Thiên Thiên dẫn Diệp Quân đi đến trước thiếu nữ ban nãy. Đó là một cô bé tầm 15-16, mặc váy hoa nhí với dung mạo tuyệt trần. Cô bé hưng phấn gọi, Thiên Thiên tỷ. Ngao Thiên Thiên vươn tay xoa đầu cô bé, Dư An. Lâu rồi không gặp. Rồi quay sang giới thiệu Diệp Quân, đây là anh rể của muội. Anh rể? Cô bé Dư An tròn mắt, không đợi Diệp Quân mở miệng đã nói, anh rể còn huynh đệ nào trông giống huynh không? Giới thiệu cho ta được không? Mọi người. Diệp Quân nghe Ngao Dư An nói vậy thì ngẩn ra một thoáng rồi cười phá lên. Các tộc nhân tộc Thiên Long còn lại cũng bật cười. Ngao Thiên Thiên khẽ mỉm cười. Xoa đầu Ngao Dư An đầy cương triều. Quan hệ giữa cô và Ngao Dư An trước kia vốn đã thân thiết, có thể nói là như hình với bóng.
Về sau cô ấy bắt đầu tiếp quản công việc từ gia tộc nên cả hai không còn gặp nhau thường xuyên như trước đó, nhưng tình cảm vẫn thắm thiết như xưa. Bỗng Diệp Quân vươn tay, gọi cả nghìn chiếc nhẫn xuất hiện, bay đến trước mặt mỗi tộc nhân tộc Thiên Long. Bên trong mỗi chiếc nhẫn đều là 10 tổ nguyên. Toàn tộc tộc Thiên Long sôi trào trước khi bùng nổ trong tiếng hoang hô thiếu chủ. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân với ánh mắt dịu dàng. Đêm xuống. Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên ngồi sóng vai nhau trên bậc thềm trong viện. Nàng tựa vào vai chàng, ngẩng đầu nhìn không trung, khẽ nói, lúc bé muội rất thích ngồi ở đây ngắm nhìn trời sao vô tận. Diệp Quân cười cười hỏi lại, vì sao? Ngao Thiên Thiên, có lẽ là thích cảm giác yên tĩnh này. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sâu thẳm. Ngao Thiên Thiên bỗng hỏi, huynh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Diệp Quân gật đầu, nhớ. Lúc ấy ta đến Thanh Châu để thưa kiện. Hắn không khỏi bật cười với một cái lắc đầu, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nghĩ đến một người. Ở thư viện Thương Lan, đã có một người con gái. Suýt nữa đã sinh cho hắn một đứa con. Ngao Thiên Thiên bỗng nói, khi ấy muội đi tìm huynh là để báo thù. Diệp Quân cười lên, vậy sao tự dưng lại đổi ý? Ngao Thiên Thiên cong môi, chắc vì huynh đẹp trai. Diệp Quân tự dưng cạn lời. Đẹp trai à? Hắn không để tâm lắm, dù sao thì một thằng đàn ông vẫn nên dựa vào sức mạnh hơn. Nhưng nhan sắc của phụ nữ thì hắn để ý nhé. Ngao Thiên Thiên cười nói, huynh biết không, lúc ấy ta nghe tin huynh đến Thanh Châu cáo trạng với vua thì bội phục vô cùng. Bởi nhà họ An là một con quái vật khổng lồ, chỉ một kiếm tu còn con như huynh làm sao khiến nó dung chuyển được. Nhưng huynh vẫn đi làm. Nhà họ An. Diệp Quân mỉm cười, thật ra khi ấy ta cũng không nắm chắc phần thắng, tất cả chỉ là đánh cược một phen, cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn thần cảm khái trong lòng. Bởi nếu hắn không phải con trai của cha hắn, nếu không có Tháp Gia bảo vệ, thì hắn hoàn toàn không thể đặt chân đến Thanh Châu. Nói cách khác, hắn thắng được nhà họ An vì chống lưng của hắn mạnh hơn. Nếu là một người nào khác, e rằng đã sớm chết mất xác. Đi kiện ư? Nực cười. Ngao Thiên Thiên cong môi, huynh khi ấy vẫn còn yếu, không có chỗ dựa, nhưng sự kiên quyết và chấp nhất ấy đã khiến muội kính nể. Vì vậy nên muội mới đổi ý muốn làm bạn với huynh. Nào ngờ chính quyết định này lại cứu lấy bản thân muội và tộc Thiên Long. Bởi nếu không làm vậy thì cô ấy và cả tộc đã sớm biến mất trên đời. Diệp Quân nắm lấy tay cô ấy, có lẽ đây chính là ý trời để chúng ta gặp nhau, yêu nhau. Ngao Thiên Thiên nguyết hắn, càng lúc càng dẻo miệng. Rồi nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn, nhưng ai bảo muội thích nghe. Diệp Quân bật cười. Rồi nói, không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi. Đi nghỉ. Hai chữ này khiến mặt Ngao Thiên Thiên đỏ như gấc chín. Bởi vì Ngao Thịnh sắp xếp cho cả hai ở chung phòng. Đã cưới nhau rồi thì đây là chuyện đương nhiên, tộc Thiên Long không ngu đến nỗi lại đi chuẩn bị hai phòng riêng biệt. Diệp Quân nhìn cô gái thẹn thùng trong tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ. Hắn bật cười, vứt Tháp Gia ra ngoài, bế bổng Ngao Thiên Thiên đi vào phòng. Tiểu Tháp, những âm thanh không hợp với thiếu nhi nhanh chóng tràn ra. Có người đang đợi huynh. Nhiều ngày sau, Diệp Quân rời khỏi tộc Thiên Long. Hắn vốn định đưa Ngao Thiên Thiên đi, nhưng cô ấy lại muốn ở lại cùng tộc nhân thêm một chút. Hắn cũng không nhiều lời. Bởi vì điểm dừng chân kế tiếp chính là Nạp Lan Ca và Thành Hoang Cổ. Trong Thiên Long Điện, Ngao Thiên Thiên ngồi ở ghế chủ tọa với một nhóm cường giả tộc Thiên Long đứng trước mặt. Ngao Thịnh ngồi kế bên cô ấy. Ngao Thiên Thiên mở miệng, các vị thúc phụ, ta cho mời các vị đến đây là để bàn về tương lai tộc Thiên Long. Mọi người gật gù, một trưởng lão cung kính lên tiếng, Thiên Thiên nói đi, chúng ta đều lắng nghe. Ngao Thiên Thiên bắt đầu, thư viện Quan Huyên ngày càng lớn mạnh. Tộc Thiên Long chúng ta vì ta mà có địa vị đặc biệt ở thư viện, khiến đệ tử trong tộc khó tránh khỏi sinh lòng kiêu ngạo, làm ra một ít việc vô lễ. Cô ấy quét mắt nhìn một lượt, có không? Không ai đáp lời. Chắc chắn có. Ngao Thiên Thiên lại hỏi, các trưởng lão có còn nhớ nhà họ An không? Nhà họ An? Bầy rồng im lặng, đương nhiên là nhớ chứ sao không? Bởi năm xưa tộc Thiên Long và nhà họ An suýt nữa đã bắt tay với nhau để cùng tiêu diệt Diệp Quân, nếu không có Ngao Thiên Thiên quyết liệt ngăn cản, e rằng bọn họ đã diệt tộc rồi.
Ngao Thiên Thiên, tiểu quân muốn thành lập một trật tự mới lấy nòng cốt là Quan Huyên Pháp, vì vậy nếu tộc Thiên Long ta muốn trở thành hậu phương vững chắc nhất của huynh ấy thì tốt nhất là nên đứng ra làm gương. Ngao Thịnh gật đầu, chính xác. Tộc Thiên Long chúng ta đã được Tần các chủ quan tâm đặc biệt, bằng không đã không thể có nhiều tài nguyên của thư viện như vậy. Bọn họ mỗi năm đều có thể cử 10 người đến thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, có thể nói là được Tần các chủ săn sóc đến tận răng. Bởi vì chỉ cần đặt chân vào hai nơi đó, tương lai của họ sẽ sáng lạn vô cùng. Hai nơi này đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài, vì vậy người của nó sẽ rất được trọng dụng. Nhưng trung tâm của tộc Thiên Long vẫn là Ngao Thiên Thiên. Cô ấy tiếp tục, ngoài ra, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý rằng trong tương lai khi tiểu quân thành công, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều thế lực. Khi ấy chúng ta không nên xuất hiện cho thêm loạn. Ngao Thịnh cười nói, con yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho con hay khiến con khó xử. Nếu thật sự có ngày ấy, tộc Thiên Long chúng ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ các con. Các trưởng lão còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Nếu Ngao Thiên Thiên không phải là vợ của Diệp Quân thì họ sẽ còn cân nhắc đến bản thân và gia tộc, nhưng Ngao Thiên Thiên và Diệp Quân đã là vợ chồng, sau này nếu sinh con thì thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các có lẽ sẽ không thoát khỏi tay nó. Tuy bây giờ nghĩ còn hơi sớm nhưng không phải là bất khả thi. Ngao Thiên Thiên gật đầu, việc phải làm trước mắt là quản thúc tộc nhân cho tốt, bảo họ sống khiêm nhường. Nếu có kẻ gây rối xuất hiện, phải lập tức trừng trị, không được nương tay. Ngao Thịnh gật đầu, con yên tâm, mấy lão già chúng ta sẽ quản lý bọn trẻ thật tốt. Ngao Thiên Thiên bỗng đẩy một chiếc nhẫn sang cho ông ấy, trong này có ít máu tươi con xin được của một vị trưởng bối, có thể tăng cường huyết mạch tộc Thiên Long chúng ta. Cha và các vị trưởng lão hãy dùng trước, còn lại mang chia cho những người có thiên phú cao trong tộc. Ngao Thịnh liếc nhìn chiếc nhẫn. Khi cảm nhận được năng lượng của giọt máu tươi bên trong thì đanh mặt lại, vật này quá quý giá, Thiên Thiên giữ lại mà dùng. Ngao Thiên Thiên lại lắc đầu, con không cần. Bởi huyết mạch của cô ấy đã đạt đến giới hạn cá nhân nhờ sự giúp sức của Nhị Nha và Tiểu Bạch, đêm qua lại cùng Diệp Quân tiến tới một bước nên lại lần nữa đột phá, vì vậy huyết mạch thông thường hiện giờ không có tác dụng với cô nữa. Nghe con gái nói vậy, Ngao Thịnh trần trừ, cảnh giới của con đã đến đâu rồi? Những con rồng khác rối rít ghé mắt đầy tò mò. Ngao Thiên Thiên ngẫm nghĩ một hồi, bây giờ con có muốn diệt tộc Thiên Long thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bầy rồng. Thần điện Quan Huyên. Nạp Lan Ca ngẩng lên từ công văn trên bàn, thấy một thanh niên đang đứng trước cửa. Cô đặt cây bút trong tay xuống, cười hỏi, về rồi sao? Diệp Quân bước vào, đi đến trước mặt cô, chúng ta về thành hoang cổ thôi. Nạp Lan Ca cong môi, được. Rồi nói với Lý Bán Chi, công việc sắp tới của thư viện xin giao cho gì. Bà ấy mỉm cười, con đi đi. Diệp Quân bèn nắm tay Nạp Lan Ca rời đi. Lý Bán Chi mỉm cười nhìn theo, khe khẽ lắc đầu rồi bắt đầu làm việc. Bên ngoài, Diệp Quân hỏi, tiểu ca này, huynh nhớ muội đã là các chủ tiên bảo các. Nạp Lan Ca lắc đầu, muội không giúp được gì nhiều. Diệp Quân chợt thấy đau lòng, vất vả rồi. Nạp Lan Ca lắc đầu, không có gì, vất vả nhất phải là mẹ cơ, không chỉ quản lý tiên bảo các mà còn trông nom thư viện, thật sự rất mệt mỏi. Diệp Quân bèn cười, huynh hiểu vì sao cha lại buông tay sớm như vậy rồi. Nạp Lan Ca lắc đầu cười. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phương xa, thì thầm thành hoang cổ. Hoài niệm ghê. Nạp Lan Ca bỗng nói, có người đang đợi huynh. Diệp Quân nghi ngờ hỏi lại, ai cơ? Nạp Lan Ca, đoán xem. Diệp Quân cười, sắp tới huynh chỉ ở bên muội thôi, không muốn gặp bất kỳ ai hết. Nạp Lan Ca khe khẽ cong môi, huynh nói đấy nhé. Diệp Quân, thấy Nạp Lan Ca cười như không cười, Diệp Quân nhất thời có dự cảm xấu, nhưng lúc này đương nhiên là hắn không thể sửa lời. Nhưng trong lòng hắn cũng hơi nghi ngờ. Có ai đang đợi hắn chứ? Hắn vẫn khá trung tình trong chuyện tình cảm mà. Diệp Quân lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hai người nhanh chóng đi tới thành hoang cổ. Vì hai người không muốn làm ầm ĩ nên cũng không thông báo trước với Diệp tộc và tộc Nạp Lan. Trên đường phố của thành hoang cổ rất náo nhiệt, Diệp Quân dắt tay Nạp Lan Ca chậm rãi bước đi. Vì năm đó đại hôn của Diệp Quân, Tần Quan đã mở rộng thành hoang cổ, cho nên thành hoang cổ hiện tại khá sầm uất và khí thế.
Sự xuất hiện của Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhất thời thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, dù sao hai người đều rất đẹp, đặc biệt là Nạp Lan Ca. Cô đi trên đường như thần tiên hạ phàm, không chỉ đàn ông mà ngay cả một vài cô gái cũng nhìn không rời mắt. Mà sở dĩ người ở đây không nhận ra Diệp Quân và Nạp Lan Ca là vì sau khi rời khỏi thành hoang cổ, hai người gần như chưa từng quay lại, dù có người cảm thấy họ hơi quen mắt, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên kéo Diệp Quân đi tới trước một sạp hàng nhỏ, Nạp Lan Ca mỉm cười nói, cho hai bát mì Dương Xuân. Sau đó, cô kéo Diệp Quân ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh. Hai người lập tức thu hút ánh nhìn của một vài thực khách. Thấy xung quanh thỉnh thoảng có người nhìn tới, Diệp Quân đột nhiên đứng dậy cười to, đây là thê tử của ta, mọi người đừng nhìn nữa. Mọi người. Nạp Lan Ca lắc đầu cười khẽ, cô không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Diệp Quân. Hai bát mì nóng hổi nhanh chóng được bưng lên. Chủ quán là một ông lão lưng còng, ông ta đặt mì xuống trước mặt hai người, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Ca, ông ta thoáng chần chừ rồi nói, cô nương này, ta thấy cô hơi quen mắt. Nạp Lan Ca cười nói, trước kia ta thường hay đến đây ăn mì. Ông lão vội cười nói, thì ra là thế. Dứt lời, ông ta lui xuống. Nạp Lan Ca nhìn bát mì nóng hôi hổi trước mặt, trong mắt xuất hiện chút gợn sóng, trước kia cha lo lắng cho sự an toàn của muội nên rất hạn chế cho muội ra ngoài, muội rất hay lén chạy ra ngoài đến đây ăn mì. Nói đến đây, cô lắc đầu cười khẽ, khi đó còn trẻ, không có quá nhiều phiền não, niềm vui cũng rất đơn giản, một bát mì là đủ rồi. Diệp Quân nhẹ giọng nói, chúng ta đang tu luyện, ngày càng trở nên mạnh hơn, sống ngày càng lâu hơn. Những thứ từng quan tâm trước đây có thể cũng sẽ ngày càng phai nhạt, cái giá của việc trưởng thành là không ngừng bỏ qua những điều chúng ta quan tâm. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Ca, dịu dàng nói, dù tương lai có thay đổi thế nào thì tình yêu của huynh với muội cũng sẽ không thay đổi. Tiểu Tháp, Nạp Lan Ca liếc hắn một cái, Huyên Thuyên. Tuy là nói thế, nhưng trên mặt cô lại mang theo nụ cười động lòng người. Diệp Quân cười to, sau đó bắt đầu ăn mì. Nạp Lan Ca cũng bắt đầu ăn, sau khi ăn hai miếng, cô mỉm cười nói, vẫn là hương vị trước đây. Diệp Quân chợt nói, Tiểu Ca, huynh có một thắc mắc, đó là ban đầu lúc chúng ta đính hôn vì sao muội lại không từ chối. Ta nhớ lúc đấy chúng ta vẫn chưa quen nhau mà. Nạp Lan Ca mỉm cười nói, không phải trước đấy chúng ta có mâu thuẫn với nhà họ Lý sao? Khi đó tộc Nạp Lan yếu thế, nên muốn tìm một thế lực viện trợ. Diệp Quân hỏi, thế nên đã chọn nhà họ Diệp à? Nạp Lan Ca cười nói, thật ra lúc chọn nhà họ Diệp, cha của muội đã từng âm thầm điều tra huynh rất lâu. Diệp Quân chớp mặt, huynh đã qua được sát hạch của nhạc phụ đại nhân à? Nạp Lan Ca gật đầu, cha nói với muội là huynh rất tốt, dù là nhân phẩm hay tiềm lực tương lai đều rất tốt, đương nhiên nếu muội không đồng ý thì cha cũng sẽ không ép buộc. Diệp Quân cười nói, cuối cùng muội vẫn đồng ý. Nạp Lan Ca khẽ giải thích, dù sao muội cũng phải làm gì đó cho gia tộc mà. Diệp Quân im lặng. Nạp Lan Ca lại nói, sau đó thiên phú của muội bộc phát, được thư viện chú ý, mà tu vi của huynh lại biến mất một cách khó hiểu, tiếp theo thì xảy ra chuyện huynh đến từ hôn. Nhớ đến những chuyện trước đây, Diệp Quân cũng không nhịn được bật cười, lúc đó huynh từ hôn, cứ nghĩ rằng sẽ rất thuận lợi, nhưng không ngờ lại bị muội từ chối, lúc trở về huynh còn luôn thấy khó hiểu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nạp Lan Ca, lúc đó vì sao muội lại từ chối vậy? Nạp Lan Ca nhẹ giọng nói, năm đó nhà Nạp Lan của muội vì liên hôn với Diệp tộc nên mới thoát khỏi một vài tai họa, nhà Nạp Lan vẫn luôn nhớ rõ ơn tình này, sau đó tu vi của huynh biến mất, rơi vào vực sâu của cuộc đời, nếu nhà Nạp Lan vì thế mà hủy hôn ước với huynh thì quá là không có nghĩa khí. Diệp Quân khẽ mỉm cười, dù thế nào thì kết cục ngày hôm nay vẫn là tốt nhất. Nạp Lan Ca nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, bây giờ nhìn lại thì rõ ràng là muội trèo cao rồi. Trèo cao. Thật ra sau khi thân phận của Diệp Quân bại lộ, đã có không biết bao nhiêu thế lực hâm mộ và ghen tị với tộc Nạp Lan, vì đây thật sự là trèo cao. Tộc Nạp Lan chỉ là một gia tộc nhỏ ở địa phương, nhưng cũng nhờ vào hôn sự này mà trở thành gia tộc lớn hàng đầu cả vũ trụ. Dù thực lực tổng thể của họ không mạnh, nhưng địa vị của họ lại cao hơn những thế lực khác. Dẫu sao hiện tại Nạp Lan Ca cũng là các chủ của Tiên Bảo Các, còn quản lý cả thư viện Quan Huyên.
nữ chủ nhân của thế lực mạnh nhất toàn vũ trụ. Mà tất cả những thứ này đều không phải vì tộc Nạp Lan mạnh hay là giỏi, mà là vì gả cho một thế lực mạnh. Nghe thấy lời của Nạp Lan ca, Diệp Quân cười to, hắn nắm chặt tay Nạp Lan ca, dịu dàng nói, có thể cưới được muội là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này của Diệp Quân huynh. Nạp Lan ca nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, ngày càng ba hoa. Diệp Quân cười to. Sau khi ăn xong, hai người trả tiền, đang định đứng dậy rời đi thì có mấy người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan ca. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo dài trắng, tay cầm quạt ngọc, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Lý Thanh công tử của nhà họ Lý. Nơi này có người nhận ra thân phận của người tới. Lý Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm Nạp Lan ca, hắn ta cười khẽ, chắp tay nói, không biết cô nương xưng hô thế nào. Nghe thấy thế, có một vài người xung quanh cau mày. Rõ ràng công tử nhà họ Lý này thích cô nương đây. Nhưng chẳng lẽ công tử nhà họ Lý không nhận ra cô nương này đã mang thai rồi sao? Định cướp người à? Dù hiện tại người ở thành hoang cổ đều phải tuân theo quan huyên pháp, không thể bắt nạt người khác, nhưng mọi người đều hiểu rõ quan huyên pháp không thể ràng buộc được tất cả mọi người. Dù nhà họ Lý trong thành hoang cổ không bằng được tộc Nạp Lan và Diệp tộc, nhưng cũng là một gia tộc lớn, quan hệ và thực lực cũng hơn hẳn những người bình thường. Nạp Lan ca không trả lời Lý Thanh mà quay đầu nhìn Diệp Quân bên cạnh, Diệp Quân cười nói, đây là thê tử của ta. Lý Thanh mỉm cười nhìn Diệp Quân, sao công tử này lại nhỏ mọn thế? Ta chỉ hỏi thôi chứ đâu có ý gì khác. Một người đàn ông áo đen bên cạnh Lý Thanh cũng cười nói, đúng thế, chỉ hỏi thôi cũng không được à. Diệp Quân nhìn người đàn ông, cười đáp, không được. Người đàn ông áo đen híp mắt, vậy ta càng muốn hỏi thì sao? Diệp Quân đang định ra tay thì lại bị Nạp Lan ca ngăn cản, cô khẽ mỉm cười, bọn họ làm gì có tư cách để huynh ra tay chứ? Dứt lời, cô nhìn về phía Lý Thanh, các người là người nhà họ Lý à? Lý Thanh mỉm cười, thì ra cô nương cũng biết nhà họ Lý. Nạp Lan ca lại hỏi, hiện tại gia chủ của nhà họ Lý là ai? Lý Thanh nhíu mày, cô hỏi vấn đề này làm gì? Lúc này, một hư ảnh chợt xuất hiện sau lưng Nạp Lan ca, hư ảnh cung kính hành lễ, các chủ, gia chủ của nhà họ Lý hiện tại là Lý Sơn, cũng là một trưởng lão của Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu. Nạp Lan ca bình tĩnh nói, ta cảm thấy Lý Thanh công tử này không đơn giản, đi điều tra xem trước kia hắn ta có từng làm chuyện phạm pháp nào không. Hư ảnh kia cung kính hành lễ, ta sẽ đi ngay. Dứt lời, ông ta lui xuống. Mà lúc này, sắc mặt Lý Thanh dần trở nên nặng nề, hắn ta nhìn chằm chằm Nạp Lan ca, cô là ai? Nạp Lan ca không trả lời vấn đề này mà kéo Diệp Quân đi về phía xa. Đồng thời nói, bảo Lý Sơn đến tộc Nạp Lan gặp ta, ta muốn một lời giải thích hợp lý. Tộc Nạp Lan. Nghe thấy lời của Nạp Lan ca, có người ở bên cạnh thốt lên, trời ạ, cô ấy là Nạp Lan ca tiểu thư. Nạp Lan ca. Nghe thấy lời này, toàn bộ con phố thoáng chốc sôi trào, vô số người đồng loạt nhìn về phía Nạp Lan ca, mà lúc này, bọn họ mới chợt hiểu ra, thì ra cô gái trông khá quen mặt này là Nạp Lan ca. Chủ mẫu hiện tại của vũ trụ Quan Huyên. Lúc này đám người lâm túc như bị điện giật, ngồi sụi lơ dưới đất. Lại có người nói, thiếu niên kia, hắn là thiếu chủ Diệp Quân. Diệp Quân. Nghe thấy lời này, toàn bộ con phố trở nên sôi trào. Diệp Quân có thể nói là nhân vật truyền kỳ ở thành hoang cổ. Dù hắn có thân phận gì, người của thành hoang cổ cũng chỉ biết hắn xuất thân từ nơi này. Diệp Quân. Nạp Lan ca. Họ quay lại rồi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thành hoang cổ như bệnh truyền nhiễm, sau đó, vô số người đuổi theo Nạp Lan ca. Lý Thanh ngồi sụi lơ trên đường, sắc mặt xám xịt. Đám thiếu niên ở sau lưng hắn ta cũng tái mặt, vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ dám ngang nhiên đi trêu ghẹo Nạp Lan ca. Toi đời rồi. Nhà họ Lý. Lúc gia chủ Lý Sơn của nhà họ Lý nhận được tin tức này, Lý Sơn với thân thể nặng hơn trăm cân lập tức ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông lão báo tin đang đứng trước mặt Lý Sơn run rẩy nói, gia chủ, Nạp Lan các chủ nói cô ấy muốn ngài đến tộc Nạp Lan cho cô ấy một lời giải thích thỏa đáng, còn Thanh thiếu gia, cậu ấy. Lý Sơn nhẹ giọng nói, có chuyện ta đã che giấu lâu như thế, cũng nên để lộ ra chân tướng rồi.
Ông lão nhìn Lý Sơn với vẻ nghi ngờ. Lý Sơn nói tiếp, thật ra Lý Thanh không phải con trai của ta. Ông lão. Trong điện, Lý Sơn ngồi sụi lơ dưới đất, trông như già đi mấy chục tuổi. Trêu ghẹo Nạp Lan Ca. Ông ta biết con trai của mình hơi không ra hồn, tính cách trăng hoa, bên ngoài có không ít nợ phong lưu, nhưng ông ta không ngờ con trai lại đi trêu ghẹo Nạp Lan Ca. Đó là ai chứ? Đó là thiếu chủ mẫu của thư viện Quan Huyên, các chủ đương nhiệm của Tiên Bảo Các đấy. Lý Sơn biết lần này nhà họ Lý hoàn toàn toi đời rồi. Lúc này, một thiếu niên vội chạy vào trong đại điện, sau đó quỳ xuống trước mặt Lý Sơn, nói với giọng điệu run rẩy, cha, cứu con với. Người đó chính là Lý Thanh. Lý Sơn nhìn con trai đang vô cùng sợ hãi trước mặt, hai tay ông ta nhẹ nhàng đỡ lấy gò má của Lâm Túc. Lâm Túc vội nói, cha, cứu con với, con biết lỗi rồi, con không biết cô ta là Nạp Lan các chủ, con. Lý Sơn đột nhiên nói, ra đi thanh thản. Dứt lời, hai tay ông ta đột nhiên dùng lực. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên, đầu của Lý Thanh lập tức xoay tròn 360 độ. Lý Thanh trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đến lúc chết hắn ta cũng không ngờ cha của hắn lại sẽ giết hắn. Ông lão bên cạnh cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhất thời sững sờ không biết phải làm gì. Lý Sơn lạnh lùng nói, để đầu nó vào hộp, theo ta đi đến tộc Nạp Lan. Ông lão vẫn còn đang ngây người. Lúc này Lý Sơn đột nhiên quay đầu, hai mắt ông ta đỏ sậm, gào thét như dã thú, còn không mau đi đi. Ông lão lấy lại tinh thần, lập tức chạy nhanh ra ngoài đi tìm hộp. Lý Sơn ở trong điện chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt không biết đang nghĩ gì. Tộc Nạp Lan. Tin tức Diệp Quân và Nạp Lan ca trở lại thành hoang cổ nhanh chóng được truyền đi, không lâu sau đó tộc Nạp Lan đã nhận được tin tức. Lúc tộc Nạp Lan nhận được tin tức này, toàn bộ gia tộc nhất thời trở nên xôn xao. Vì thế Nạp Lan Danh đã dẫn theo mọi người trong gia tộc đứng đợi trước cửa từ lâu. Nạp Lan ca. Địa vị cái tên này ở tộc Nạp Lan hiện tại đã vượt xa bất cứ tiên tổ nào trong gia tộc. Bây giờ cô đang đứng ở vị trí đầu trong gia phả. Trong ánh mắt chờ mong của người trong tộc Nạp Lan, cuối con phố phía xa có một nam một nữ chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy hai người, tất cả người của tộc Nạp Lan đều trở nên hưng phấn. Nạp Lan Danh đang dẫn đầu cũng nở nụ cười. Người đến chính là Nạp Lan Ca và Diệp Quân. Khi nhìn thấy người của tộc Nạp Lan đều ra ngoài nghênh đón, Nạp Lan Ca lắc đầu cười khẽ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra cô không thích khoa trương như thế, nhưng cô cũng biết hiện tại mình có muốn khiêm tốn cũng không được. Đừng nói tới thành hoang cổ, dù đi đến bất cứ đâu ở vũ trụ Quan Huyên cũng sẽ dẫn tới xôn xao. Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, cười nói, đi thôi. Nạp Lan Ca gật đầu, hai người nhanh chóng đi tới trước cửa tộc Nạp Lan, Nạp Lan Danh vội cung kính hành lễ, bái kiến thiếu các. Nhưng còn chưa nói hết, lão ta đã được một lực lượng dịu dàng đỡ dậy. Diệp Quân cười nói, nhạc phụ đại nhân đừng làm thế. Nạp Lan Danh khẽ mỉm cười, không thể bỏ qua những phép tắc này được. Nói xong lão ta vẫn muốn hành lễ, nhưng sức mạnh dịu dàng đó lại đỡ lão ta dậy, lão ta không thể nào cúi người xuống được. Nạp Lan Danh cười khổ. Thực lực của thiếu niên trước mắt này đúng là ngày càng mạnh. Lúc này, Nạp Lan Ca mỉm cười nói, cha, chúng ta đi vào trước đã. Nạp Lan Ca gật đầu, được. Người của tộc Nạp Lan ở sau lưng lão ta vội vàng lui sang hai bên nhường đường. Nạp Lan Danh dẫn Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi tới một đại điện, trong đại điện chỉ còn lại một vài trưởng lão cốt cán của tộc Nạp Lan. Còn những người khác cũng không rời đi mà đứng bên ngoài không ngừng tò mò quan sát Diệp Quân ở bên trong. So sánh với trước đây, Diệp Quân hiện tại đã ít đi một chút trẻ trung, nhiều hơn một chút trưởng thành. Trong tộc Nạp Lan cũng luôn lưu truyền câu chuyện về Diệp Quân và Nạp Lan Ca, đặc biệt là chuyện Diệp Quân đến tộc Nạp Lan từ hôn trước đây. Hiện tại rất nhiều người của tộc Nạp Lan đều thấy vui mừng vì trước đây Nạp Lan Ca không từ hôn, nếu không tộc Nạp Lan hoàn toàn không thể có được địa vị như bây giờ. Phải biết rằng hiện tại người của tộc Nạp Lan đi ra bên ngoài, chỉ cần nói mình là người của tộc Nạp Lan thì gần như đều được nể mặt. Dù bây giờ trong thư viện Quan Huyên, thực lực tổng thể của tộc Nạp Lan vẫn chưa được xem là cao cấp nhất, nhưng tất cả mọi người đều biết sau này chắc chắn tộc Nạp Lan sẽ trở thành gia tộc lớn hàng đầu. Vì có Nạp Lan Ca,
hơn nữa Nạp Lan Ca còn đang mang thai. Một khi đứa bé được sinh ra, thì địa vị của tộc Nạp Lan sẽ được nâng lên một lần nữa. Ở trong điện, Nạp Lan Danh chợt nói, Tiểu Ca, Tiểu Quân, lần này hai đứa về đây là vì chuyện gì thế? Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, nhớ nhà nên về thăm. Nghe thấy lời của Nạp Lan Ca, mấy người của tộc Nạp Lan ở trong điện đều bật cười. Dù thân phận của Nạp Lan Ca hiện tại đã khác với trước đây, nhưng cô vẫn là Nạp Lan Ca đó, vẫn là người của tộc Nạp Lan. Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, huynh trở về thăm Diệp tộc trước nhé. Muội xử lý xong một vài chuyện ở đây sẽ đến Diệp tộc tìm huynh. Diệp tộc. Diệp Quân gật đầu, được. Có lẽ hiện tại Diệp tộc đã biết được tin tức của hắn, đương nhiên không thể thiên vị tộc Nạp Lan hơn Diệp tộc được. Diệp Quân đứng dậy tạm biệt, mấy người của tộc Nạp Lan vội vàng đứng lên tiễn hắn đi. Đợi sau khi Diệp Quân đi, Nạp Lan Danh chần chừ một lúc rồi nói, Tiểu Ca, còn có chuyện gì muốn dặn dò sao? Nạp Lan Ca gật đầu. Nạp Lan Danh mỉm cười, con nói đi. Nạp Lan Ca nhẹ giọng nói, cha, hiện tại Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các ngày càng lớn mạnh, cũng quản lý ngày càng nhiều vũ trụ tinh hà, mọi người không thể tưởng tượng nổi nó lớn mạnh đến mức nào đâu. Mấy người nhóm Nạp Lan Danh im lặng, đúng thế, Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các vẫn luôn mở rộng ra bên ngoài, có thể nói ngoài một vài người và thế lực, rất nhiều thế lực vẫn chưa biết Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các bây giờ lớn mạnh đến mức nào. Nạp Lan Ca nói tiếp, tộc Nạp Lan bây giờ phát triển rất nhanh chóng, đây là một chuyện tốt, cũng có thể là một chuyện xấu, cha có hiểu ý con không? Nạp Lan Danh nói, Tiểu Ca, con lo lắng người trong tộc vì con mà làm sằng làm bậy ở bên ngoài à? Nạp Lan Ca gật đầu, phải. Nạp Lan Danh lập tức nói, việc này con cứ yên tâm, chúng ta vẫn luôn kiểm soát người trong tộc, nếu xuất hiện người làm sằng làm bậy, chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ qua. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt gật đầu. Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên lấy một quyển trục ra đưa cho Nạp Lan Danh, Nạp Lan Ca nghi ngờ hỏi, đây là... Nạp Lan Ca đáp, cha xem thử đi. Nạp Lan Danh mở ra xem, sắc mặt lão ta thoáng chốc trở nên khó coi, sau đó, lão ta đột nhiên quay đầu nhìn một ông lão bên cạnh, giận dữ quát to, Nạp Lan Cổ, Nạp Lan Lăng, không ngờ các ngươi lại giấu ta làm những chuyện này. Dứt lời, lão ta ném quyển trục xuống trước mặt hai vị trưởng lão. Sắc mặt hai trưởng lão đều thay đổi, bọn họ thoáng chần chừ rồi cầm quyển trục lên xem thử, sau đó cả hai đều tái mặt. Nạp Lan Ca nhìn thoáng qua hai người rồi nói, hai vị trưởng lão ra ngoài trước đi. Nạp Lan Cổ run rẩy nói, Tiểu Ca. Nạp Lan Ca lắc đầu, ra ngoài trước đi. Nạp Lan Cổ còn muốn nói gì đó nhưng Nạp Lan Danh ở bên cạnh chợt quát to, còn không mau ra ngoài. Nạp Lan Cổ và Nạp Lan Lăng không dám nói gì nữa, lập tức đi ra ngoài. Các trưởng lão khác trong điện đưa mắt nhìn nhau, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Danh khẽ thở dài, Tiểu Ca, ta, xấu hổ quá. Ta không ngờ bọn họ lại lén ta dùng quyền lực để kiếm lợi ích cho mình ở bên ngoài. Tộc Nạp Lan là nhà mẹ đẻ của Nạp Lan Ca, một vài trưởng lão có vai vế trong tộc muốn kiếm lợi ích cho mình là một chuyện quá đơn giản. Ví dụ như vị trí trong Thư viện Quan Huyên, hai trưởng lão đích thân đến Thư viện Quan Huyên nói một tiếng, bọn họ gần như không thể không nể mặt. Dù sao giang hồ không chỉ mỗi chém giết, mà còn phải biết cách cư xử nữa. Như thế cũng không nể mặt thì sao ngươi có thể đi xa hơn? Vì thế mấy năm qua, một vài trưởng lão của tộc Nạp Lan cũng âm thầm dùng thân phận đặc biệt của mình để mưu lợi cho mình. Dù bộ phận chấp pháp của Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu biết điều này cũng chọn mắt nhắm mắt mở, vì bọn họ là trưởng bối của Nạp Lan Ca. Bộ phận chấp pháp ở Tổng Bộ biết được chuyện này cũng không làm gì mà chọn báo cáo với Nạp Lan Ca. Bọn họ thật sự không dám giải quyết. Nạp Lan Ca bình tĩnh nói, cha không cần quá áy náy, xuất hiện chuyện thế này cũng là bình thường, vì con người đều tham lam mà. Nạp Lan Danh cười khổ không đáp. Nạp Lan Ca nói tiếp cha. Sau này Tiểu Quân muốn xây dựng một trật tự vũ trụ hoàn toàn mới, mà trật tự vũ trụ này sẽ lấy Quan Huyên Pháp làm nền tảng. Vì thế tộc Nạp Lan chúng ta là thân tộc bên cạnh Tiểu Quân nên phải làm một tấm gương sáng, nếu không mọi người sẽ không thấy tin tưởng. Nạp Lan Danh gật đầu, ta biết. Nạp Lan Ca nói tiếp, bây giờ rất nhiều gia tộc và tông môn đều đang nhìn chằm chằm tộc Nạp Lan chúng ta cùng với Diệp tộc và tộc Thiên Long,
nếu chúng ta không làm theo Quan Huyên pháp thì bọn họ cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng thực hiện cho có với thư viện, vì thế tộc Nạp Lan chúng ta phải làm gương. Nói đến đây, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo. Nạp Lan Danh thoáng chần chừ, sau đó hỏi, hai người tứ thúc của con. Nạp Lan Ca bình tĩnh nói, theo Quan Huyên pháp thì nên xử lý thế nào? Nạp Lan Ca trầm giọng nói, người dùng quyền lực kiếm lợi ích cho mình sẽ bị cách chức, người phạm tội nghiêm trọng sẽ bị phế bỏ tu vi, tước đoạt tất cả tài sản. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía Nạp Lan Ca, tỏ vẻ ấp úng. Nạp Lan Ca nói, phế bỏ tu vi, tước đoạt tất cả tài sản, hơn nữa đuổi ra khỏi tộc Nạp Lan. Nghe cô nói thế, cao thủ của tộc Nạp Lan trong điện đều sợ hãi. Đuổi khỏi tộc Nạp Lan. Thế này coi như hủy hoại hoàn toàn rồi. Nạp Lan Danh muốn nói lại thôi, lời đã đến khóe miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nạp Lan Ca thì cuối cùng vẫn không dám nói. Nạp Lan Ca chợt cất lời, cha, pháp này là do gia đình chúng ta đặt ra, nếu chúng ta không tuân thủ thì người đời ai sẽ tuân thủ đây? Nói đến đây, cô nhìn thoáng qua tất cả trưởng lão xung quanh, đúng thấy bây giờ con là chủ mẫu của thư viện, các chủ của Tiên Bảo Các, mọi người có tin không? Nếu con làm sai, chắc chắn sẽ có người lập tức thay thế vị trí của con. Lúc này, sắc mặt các cao thủ của tộc Nạp Lan xung quanh đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đến nhà họ Diệp, vị trí của Nạp Lan Ca chắc chắn sẽ vững sao? Đương nhiên là không. Phải biết rằng bên cạnh Diệp Quân không chỉ có mỗi một cô gái là Nạp Lan Ca, còn có Ngao Thiên Thiên của tộc Thiên Long thường xuyên sóng vai chiến đấu với Diệp Quân kia và hai người ở chân vũ trụ. Thực lực của tộc Thiên Long hay chân vũ trụ đều cao hơn tộc Nạp Lan. Nạp Lan Ca có thể trở thành chủ mẫu, trông coi Tiên Bảo Các và thư viện Quan Huyên chủ yếu vì cô là người phụ nữ đầu tiên Diệp Quân cưới, hơn nữa còn được cha mẹ làm chứng. Nếu Nạp Lan Ca không ổn thì thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các sẽ tiếp tục để cô quản lý sao? Nghĩ đến đây, người của tộc Nạp Lan lập tức cảm thấy nguy hiểm. Phải biết rằng vinh nhục của tộc Nạp Lan hiện tại đều dựa hết vào Nạp Lan Ca. Nếu địa vị của Nạp Lan Ca sa sút thì địa vị của tộc Nạp Lan cũng sẽ sa sút theo. Lúc này, một trưởng lão của tộc Nạp Lan trầm giọng nói, hai người Nạp Lan Lăng chết tiệt này đúng là quá tệ hại. Các trưởng lão còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Những lúc thế này đương nhiên phải dốc hết sức giữ vững địa vị của Nạp Lan Ca ở vũ trụ Quan Huyên, Nạp Lan Ca không thể làm chuyện gì ảnh hưởng đến thể diện và địa vị của cô được, tuyệt đối không thể gây trở ngại cho cô. Nạp Lan Ca nhìn người của tộc Nạp Lan trong điện, cô gật đầu, thật ra cô cũng không quan tâm vị trí này cho lắm, nhưng cô biết rõ nếu cô không nói thế thì sẽ không thể được người của tộc Nạp Lan thật sự coi trọng. Chỉ khi khiến người của tộc Nạp Lan cảm nhận được nguy cơ thật sự bọn họ mới có thể coi trọng, cũng mới chủ động giúp đỡ cô. Dù sao cũng là người trong tộc mình, đương nhiên cô cũng không hy vọng họ bị kề dao vào cổ. Lúc này, Nạp Lan Danh trầm giọng nói, tiểu ca. Trước kia chúng ta đều không nhận ra vấn đề này, còn yên tâm, từ nay về sau chắc chắn ở tộc Nạp Lan sẽ không xảy ra chuyện như mấy người Nạp Lan Lăng nữa. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên mở lòng bàn tay, mấy chục chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay đến trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy thứ bên trong nhẫn không gian, mọi người thoáng sửng sốt, sau đó thì vô cùng mừng rỡ. Trong nhẫn không gian là tổ nguyên trong truyền thuyết. Tổ nguyên đó. Đây là linh khí lợi hại nhất được biết của vũ trụ hiện tại. Ngoài ra, trong nhẫn không gian còn có một vài thần vật và công pháp tu luyện. Nạp Lan Ca nhìn mọi người, sau đó nói với giọng điệu thành khẩn, tộc Nạp Lan muốn trở nên mạnh mẽ hơn đều phải nhờ vào các thúc bá, mà đây không phải một chuyện đơn giản, trọng trách nặng nề và lâu dài. Tâm trạng tất cả trưởng lão rất phức tạp. Trái tim của tiểu ca vẫn hướng về tộc Nạp Lan. Mà lúc này, họ lại càng muốn đánh đám người Nạp Lan Lăng kia một trận, bọn họ dám làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu ca, đúng là không thể tha thứ. Đuổi khỏi tộc Nạp Lan đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nạp Lan Danh nhìn Nạp Lan Ca trước mặt, tâm trạng lão ta rất phức tạp, thủ đoạn của tiểu ca bây giờ thật sự ngày càng lợi hại rồi. Rõ ràng tồn tại trong thư viện Quan Huyên cũng không phải một chuyện đơn giản. Nếu không có chút thủ đoạn thì không biết sẽ bị người bên dưới lừa gạt như thế nào nữa. Nạp Lan Danh biết chắc chắn con gái của mình không thích cuộc sống tranh giành đấu đá như thế, nhưng lão ta cũng biết rõ bây giờ muốn quay lại là không thể nào.
dẫu sao Diệp Quân cũng cần một người vợ hiền. Mà tộc Nạp Lan cũng thật sự cần phụ thuộc vào Nạp Lan ca. Mà lúc này, sau khi trải qua chuyện khi nãy, người của tộc Nạp Lan có cảm giác nguy cơ mãnh liệt chưa từng có, họ đã suy nghĩ kỹ rồi, sau khi trở về phải kiểm soát hậu bối của mình cho đàng hoàng. Đối với họ bây giờ, củng cố địa vị của Nạp Lan ca ở vũ trụ quan huyên mới là quan trọng nhất. Lúc này, một ông lão đột nhiên đi vào điện, ông lão cung kính hành lễ với Nạp Lan ca, các chủ, gia chủ Lý Sơn của nhà họ Lý ở bên ngoài cầu kiến. Nạp Lan ca nhìn ông lão, mỉm cười nói, bá thúc vẫn nên gọi cháu là tiểu ca thì tốt hơn, dẫu sao cháu cũng do thúc chăm từ nhỏ đến lớn. Ông lão được gọi là bá thúc trần trừ một lúc rồi nói, nhưng quy tắc. Nạp Lan ca lắc đầu, về đến nhà mình, cháu không thích có nhiều quy tắc như thế, mọi thứ cứ như cũ là được rồi. Bá thúc nhìn Nạp Lan Danh gật nhẹ đầu, lúc này ông ấy mới cười gọi tiểu ca. Nạp Lan ca khẽ mỉm cười, cho Lý gia chủ vào đi. Bá thúc nói, được. Dứt lời, ông ấy lui xuống. Không lâu sau đó, dưới sự hướng dẫn của bá thúc, Lý Sơn chậm rãi đi vào, trong tay ông ta còn đang ôm một cái hộp. Lý Sơn vừa đi vào đã lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, bái kiến các chủ. Nạp Lan ca bình tĩnh nói, Lý Sơn tộc trưởng đứng lên nói chuyện đi. Lý Sơn vội vàng lắc đầu, nhà họ Lý chúng ta có tội, đã mạo phạm các chủ, ta. Nói đến đây, ông ta đặt cái hộp xuống đất rồi mở nó ra. Bên trong là đầu của Lý Thanh. Lý Sơn run rẩy nói, ta đã xử tử con trai của mình rồi. Nạp Lan ca lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó nói, Lý gia chủ, chuyện này kết thúc ở đây, ông về đi. Lý Sơn lập tức như chút được gánh nặng, vội dập đầu mấy cái, cảm ơn đại đức của các chủ. Lúc đến đây, ông ta rất sợ Nạp Lan ca sẽ trách tội nhà họ Lý, bây giờ Nạp Lan ca muốn tiêu diệt nhà họ Lý hoàn toàn không cần nói thẳng, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến nhà họ Lý biến mất trên cõi đời này 10.000 lần rồi. Sau khi Lý Sơn đi, một trưởng lão của tộc Nạp Lan ở bên cạnh trần trừ một lúc rồi nói, có cần điều tra nhà họ Lý này không? Nạp Lan ca lắc đầu, kết thúc ở đây thôi. Đương nhiên cô biết không ai là hoàn hảo, đừng nói nhà họ Lý, dù có điều tra nhà Nạp Lan cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Mà cô cũng biết vấn đề xuất hiện ở nhà họ Lý và nhà Nạp Lan chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ này, không nói đến nơi nào khác, tình huống trong vũ trụ tiểu quân còn nghiêm trọng hơn nơi này gấp trăm gấp nghìn lần. Lúc rời đi Tần Quan từng nói với cô một câu, cứ từ từ, không thể nôn nóng. Đúng là không thể nôn nóng. Nhà họ Dương không thể thay đổi toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt được, những chuyện này chỉ có thể đi từng bước một mà thôi. Trách nhiệm nặng nề và lâu dài. Nạp Lan ca thôi suy nghĩ, sau đó nói, chuẩn bị một chút, ngày mai con sẽ đi đến nhà họ Diệp. Dù nhà họ Diệp và Diệp Quân không có quan hệ huyết thống, nhưng Diệp Quân vẫn luôn xem nhà họ Diệp là nhà của mình, con dâu là cô trở về, đương nhiên cũng phải đến đó chào hỏi. Nhà họ Diệp. Lúc Diệp Quân đến nhà họ Diệp, hắn phát hiện người của Diệp tộc đều đang đợi trước cửa. Thấy cảnh này, Diệp Quân nhất thời sửng sốt. Vì hắn cũng không nói hôm nay sẽ về nhà họ Diệp. Khi nhìn thấy Diệp Quân, người của toàn bộ Diệp tộc đều rất hưng phấn, có một vài người của Diệp tộc còn vội vàng vẫy tay, hô to, Diệp Quân ca. Diệp Quân ca. Năm đó khi hắn vẫn là thế tử của nhà họ Diệp, thế hệ trẻ trong nhà đều gọi hắn như thế. Diệp Quân đi tới trước mặt mọi người, hắn nhìn về phía Diệp Tiêu dẫn đầu, mỉm cười chào hỏi tộc trưởng. Diệp Tiêu cũng cười, về là tốt rồi, đi, vào trong nói chuyện. Diệp Quân gật đầu. Diệp Quân và Diệp Tiêu ngồi sóng vai trong đại điện, hai bên phía dưới hai người là một nhóm trưởng lão của Diệp tộc đang đứng. Diệp Quân cười nói, các trưởng lão, đã lâu không gặp. Nghe thấy lời của Diệp Quân, mấy trưởng lão của Diệp tộc đều nở nụ cười. Vẫn là tiểu quân trước đây. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, mỉm cười hỏi, tộc trưởng, gần đây Diệp tộc vẫn ổn chứ? Diệp Tiêu gật đầu, mọi thứ đều ổn. Vì Diệp Quân nên nhà họ Diệp vẫn luôn là đối tượng được Thư viện Quan Huyên chú trọng quan tâm, cũng vì thế nên nhà họ Diệp phát triển rất nhanh chóng, dù vẫn thua kém một vài thế lực cao cấp trong vũ trụ Quan Huyên. Nhưng tất cả mọi người đều biết sau này nhà họ Diệp nhất định sẽ trở thành một thế lực hàng đầu.
phải biết rằng nhà họ Diệp không chỉ có Diệp Quân mà còn có Diệp Khải nữa. Diệp Khải cũng là con cưng của trời. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay, mấy chục chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay đến trước mặt mấy trưởng lão. Khi nhìn thấy tổ nguyên trong nhẫn không gian, tất cả trưởng lão vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không nhận mà nhìn Diệp Tiêu trước mặt. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, nếu Tiểu Quân đã cho thì mọi người cứ nhận lấy đi. Lúc này tất cả trưởng lão mới nhận lấy. Thật ra trong các họ hàng thân thuộc của Diệp Quân, nhà họ Diệp là khiêm tốn nhất. Tiếng tăm của con cháu nhà họ Diệp ở bên ngoài cũng là tốt nhất, mà tất cả công lao của việc này đương nhiên đều là của Diệp Tiêu. Lúc trước sau khi thân phận của Diệp Quân bại lộ, Diệp Tiêu vẫn luôn kiểm soát người trong tộc rất tốt, ông biết rõ nhà họ Diệp chỉ là một gia tộc nhỏ, dù Diệp Quân vẫn luôn coi mình như người nhà họ Diệp, nhưng nếu nhà họ Diệp không biết khiêm tốn làm người thì chắc chắn sẽ diệt vong. Phải biết rằng ví dụ của nhà họ An vẫn còn đó. Nhà họ An năm đó lớn mạnh đến mức nào? Diệp Quân chợt nói, tộc trưởng, Diệp Khải đệ đâu ạ? Diệp Tiêu cười đáp, trước đó thằng bé có gửi tin về, nói là đi cùng chủ nhân bút đại đạo đến chỗ nào đó tu luyện. Diệp Quân sửng sốt, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Tiêu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân im lặng. Lúc trước sau khi rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn vẫn chưa gặp lại người này, không ngờ ông ta lại đi tìm Diệp Khải đệ. Ông ta muốn làm gì? Hắn không cảm thấy chủ nhân bút đại đạo sẽ hại Diệp Khải, chỉ thấy tò mò mà thôi. Diệp Tiêu chợt nói, con đi nghỉ ngơi trước đi, sáng ngày mai phải đi gặp mấy đứa nhóc trong nhà, vì biết con về nên một vài con cháu của nhà họ Diệp ở thư viện đều đã chạy về rồi. Diệp Quân cười đáp, được. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Một trưởng lão vội nói, Tiểu Quân, để ta dẫn cậu đi. Diệp Quân cười to, nhị trưởng lão, đây là nhà ta mà, có nhắm mắt lại vẫn có thể đi được. Nghe thấy lời của Diệp Quân, nhị trưởng lão và mấy trưởng lão khác của nhà họ Diệp đều cười to. Sau khi Diệp Quân đi rồi, nhị trưởng lão hơi cảm thán, nhà họ Diệp của chúng ta có Tiểu Quân và Diệp Khải thật sự là phúc ba đời. Nhà họ Diệp bây giờ cũng giống như nhà Nạp Lan, dù thực lực tổng thể không phải đứng đầu, nhưng chắc chắn không có ai trong vũ trụ quan huyên dám coi thường. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên nói, không phải phúc ba đời, phải nói là nhờ tộc trưởng năm đó sáng suốt, nếu năm đó tộc trưởng nhẫn tâm thì sao nhà họ Diệp có thể có địa vị như ngày hôm nay được. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt gật đầu tỏ vẻ tán thành. Năm đó tu vi của Diệp Quân không còn, có không ít trưởng lão tán thành phế truất chức vị thế tử của hắn, nếu không vì Diệp Tiêu ra sức ngăn cản thì nhà họ Diệp sao có thể có được huy hoàng như hôm nay được. Diệp Tiêu lắc đầu, làm việc làm người không thẹn với lương tâm là được rồi. Diệp Quân quay về viện của mình, trạch viện rất sạch sẽ, rõ ràng là có người quét dọn thường xuyên. Vẫn là cảm giác trước đây. Diệp Quân ngồi xuống thềm đá, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói, tháp ra, chúng ta đã bắt đầu từ nơi này đấy. Dưới bầu trời sao, Diệp Quân nằm lẳng lặng trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên tinh không vô tận. Lúc này, suy nghĩ của hắn quay về năm đó. Năm đó tu vi biến mất một cách khó hiểu khiến hắn vô cùng sợ hãi, vội vàng đi thoái vị và tử hôn. Nghĩ đến đây, Diệp Quân không nhịn được bật cười, khi đó hắn thật sự đã sợ chết khiếp, sợ bị nhầm vào, cho nên vội vã muốn phát triển tầm thường một khoảng thời gian. Tiểu tháp chợt cảm thán, năm đó ngươi còn khá biết điều, bây giờ thì ngày càng không nghiêm chỉnh rồi. Diệp Quân cười to, tháp ra. Năm đó ta cũng bị ngươi lừa không ít lần mà. Tiểu tháp cũng bật cười. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Nhớ lại trước đây đến bây giờ thật sự như một giấc mơ vậy. Lúc đó ước mơ của hắn chỉ là gia nhập thư viện quan huyên, dẫn dắt Diệp tộc trở thành gia tộc lớn nhất Nam Châu. Không ngờ rằng thư viện quan huyên là của nhà hắn mở ra. Càng không ngờ gia tộc của hắn lại là gia tộc mạnh nhất toàn bộ vũ trụ quan huyên. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt nói, tháp ra, có thể kể cho ta chuyện của cha và ông nội ta không? Tiểu tháp nói, sao tự nhiên muốn nghe kể chuyện của họ vậy? Diệp Quân cười đáp, chỉ muốn nghe một chút thôi mà. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, hai người họ không tốt số như ngươi, dù cha ngươi là thiếu gia thế hệ thứ hai, nhưng ông nội ngươi cũng không để lại cho ông ấy cái gì để thừa kế, cuộc sống của ông ấy vất vả hơn ngươi nhiều.
nếu không nhờ cô váy trắng của ngươi vẫn luôn che chở thì e rằng cha ngươi không sống được lâu như thế. Nói đến đây, nó cũng khẽ thở dài. Không thể không nói năm đó chủ nhân thật sự nuôi thả hơi quá đáng. Nhưng nghĩ đến những gì chủ nhân từng gặp phải thì nó cũng thấy thấu hiểu. Diệp Huyên có một muội muội váy trắng bảo vệ, còn chủ nhân năm đó thì không có một ai bảo vệ cả. Bây giờ nó cũng cảm thấy chủ nhân có thể sống sót thật sự là một chuyện khá khó tin. Tiếp sau đó, Tiểu Tháp bắt đầu kể một vài chuyện trước đây của kiếm chủ Thanh Sam và kiếm chủ nhân gian cho Diệp Quân nghe. Diệp Quân cũng im lặng lắng nghe. Mãi đến khi trời sáng Tiểu Tháp mới kể xong. Sau khi nghe xong, Diệp Quân mãi không nói gì. Tiểu Tháp chợt hỏi, sao ngươi lại muốn biết quá khứ trước đây của họ? Diệp Quân khẽ đáp, một là vì tò mò, hai là để mình biết những gì mình có được hôm nay đều do cha ông liều mạng mới có được, mình nên quý trọng nó. Tiểu Tháp im lặng. Đúng thế, những gì Diệp Quân có được hôm nay thật sự là do đời trước liều mạng mới có được. Dù là Dương tộc hay thư viện Quan Huyên, nếu không có người của nhà họ Dương tích lũy qua hai đời thì Diệp Quân hoàn toàn không thể phát triển nhanh như thế được. Tiểu Tháp nói, dù là cha hay ông nội ngươi, họ cũng đều hy vọng ngươi có thể tốt hơn, thậm chí là vượt qua họ, nhưng họ cũng không muốn ngươi quá áp lực, nói một cách khác là không muốn ngươi sống mệt mỏi như họ trước đây. Cho nên cha và mẹ ngươi vẫn luôn nói với ngươi là, nếu ngươi thật sự không muốn thừa kế gia sản thì họ cũng sẽ không nói gì, vì trong mắt họ, gia sản này còn không quan trọng bằng một sợi tóc của ngươi. Diệp Quân mỉm cười nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn liều mạng một lần. Làm người dù thế nào cũng phải tạo ra sự nghiệp cho riêng mình mà. Tiểu Tháp nói, vậy thì bắt đầu từ việc thành lập trật tự đi. Diệp Quân gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên chân trời đã một màu trắng xóa. Trong vô thức đã trò chuyện với Tháp gia cả đêm. Lúc này, một cô gái chợt xuất hiện trước cửa viện, thấy cô gái, Diệp Quân thoáng ngây người, sau đó cười chào hỏi, Nam tỷ. Diệp Nam, con gái của Diệp Tiêu. Lúc trước ở nhà họ Diệp, Diệp Nam và hắn rất thân thiết, sau đó Diệp Nam đi đến thư viện Quan Huyên, hai tỷ muội cũng gặp nhau ít hơn, nhưng tình cảm vẫn luôn rất tốt. Diệp Nam mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài buông xõa, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã. Diệp Nam mỉm cười nói, cha nói đệ về nên ta bèn chạy về từ thư viện, bây giờ muốn gặp đệ một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Quân cười nói, là lỗi của ta. Diệp Nam đi tới trước mặt Diệp Quân, cô ấy quan sát Diệp Quân một lúc, sau đó cười nói, trưởng thành hơn nhiều rồi. Diệp Quân mỉm cười, bây giờ Diệp Nam tỷ vẫn ở thư viện Quan Huyên của Nam Châu sao? Diệp Nam gật đầu. Diệp Quân nói, tỷ có thể đi đến vũ trụ tiểu quân. Nhưng Diệp Nam lại lắc đầu, cha nói con cháu nhà họ Diệp chúng ta không nên được ưu tiên, phải đi từng bước một. Diệp Quân im lặng. Diệp Nam mỉm cười nói, ta cảm thấy như thế cũng rất tốt, dựa vào sự cố gắng của mình để đi đến vũ trụ tiểu quân vẫn khác với việc dựa vào quan hệ. Hơn nữa nhà họ Diệp chúng ta đã được quan tâm rất nhiều, vì thế chỉ cần ta cố gắng hơn một chút, muốn đi đến vũ trụ tiểu quan vẫn là một chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Quân gật đầu, được. Diệp Nam hỏi, lần này về định ở lại bao lâu? Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, chắc sắp đi rồi. Diệp Nam khẽ thở dài, sắc mặt hơi tối tăm. Diệp Quân mỉm cười nói, đành chịu thôi, bên ngoài còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Diệp Nam cười nói, trước khi đi có thể đến thư viện xem thử, rất nhiều người trong thư viện đều chờ mong được gặp đệ, nếu không vì viện trưởng ngăn cản, e rằng tất cả đệ tử của thư viện Quan Huyên đều muốn đến thành hoang cổ rồi. Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, chắc chắn phải đi xem thử rồi. Đương nhiên hắn cũng có thiện cảm với thư viện Quan Huyên của Nam Châu, lúc trước thư viện Quan Huyên ở Nam Châu đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Còn có một điều đáng nói là hiện tại Nam Châu đã trở thành châu đứng đầu, đứng trên cả Thanh Châu. Vì chuyện năm đó mà Thanh Châu dần sa sút, đương nhiên vũ trụ Quan Huyên cũng không cố tình chèn ép. Chủ yếu là nhà họ An không còn huy hoàng như trước đây nữa. Trước đây thế hệ trẻ của Thanh Châu mạnh là vì thế hệ trẻ của nhà họ An mạnh, nhà họ An đại diện cho Thanh Châu, mà hiện tại nhà họ An sa sút, đương nhiên Thanh Châu cũng dần sa sút theo. Thật ra Diệp Quân cũng biết điều này, vì lúc trước Nạp Lan Ca từng nhắc đến với hắn.
Dù nhà họ An không bị tiêu diệt nhưng địa vị của bọn họ bây giờ cũng rất lúng túng. Rất nhiều thế lực nội bộ của Thư viện Quan Huyên đều tránh né họ, các tài nguyên và lợi ích trước kia không chỉ không còn mà còn bị người khác nhằm vào. Lúc gặp nạn, đương nhiên có không ít người dẫm đạp. Diệp Quân và Nạp Lan Ca cũng đã giao hẹn về vấn đề này, sau khi giải quyết xong chuyện ở Nam Châu thì họ sẽ cùng đến Thanh Châu một chuyến. Một là giải quyết một vài chuyện, hai là xem thử nơi mà cha từng ở lại. Lúc này, một trưởng lão đi đến cửa viện, ông cúi người nói, Tiểu Quân, Tiểu Ca dẫn theo một vài người của Diệp tộc đến đây. Diệp Quân đứng dậy, cười nói, Nam tỷ, đi thôi. Dứt lời, hắn và Diệp Nam rời khỏi trạch viện. Trước cửa phủ nhà họ Diệp, Nạp Lan Danh, Nạp Lan Ca và một vài người của Diệp tộc chậm rãi đi tới, bên phía nhà họ Diệp thì có Diệp Tiêu và Diệp Quân đích thân nghênh đón. Nạp Lan Ca chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Tiêu, cúi người hành lễ, chào cụ. Diệp Tiêu cười to, sau đó nói, không cần đa lễ, chúng ta đi vào thôi. Hôm nay, phủ nhà họ Diệp tổ chức tiệc rượu, mấy chục nghìn người tập trung với nhau, không chỉ thế vì sau đó ngày càng có nhiều người đến bên ngoài Diệp tộc, nhà họ Diệp lại mở rộng tiệc rượu, mời cả người bên ngoài. Đến tối, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi trên đường, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Nạp Lan Ca đột nhiên chủ động nắm tay Diệp Quân, mỉm cười nói, muội rất thích cảm giác trở về thế này, vì đây mới giống như cuộc sống. Diệp Quân cũng gật đầu. Cuộc sống. Trong khoảng thời gian trở về thành hoang cổ, hắn cảm nhận được khói lửa nhân gian, đời người chính là như thế, chứ không phải tu luyện, liên tục tu luyện. Rất nhiều lúc, tu luyện thật sự sẽ làm nhân tính mờ nhạt. Phải biết rằng, một người tu luyện muốn bế quan thường sẽ mất mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm, sau khi người đó xuất quan thì thế gian đã thay đổi, những người đã từng ở bên cạnh còn được mấy ai. Dù vẫn còn thì gặp lại nhau sao có thể được như ban đầu. Nạp Lan Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đến tận bây giờ, muội vẫn thấy lo lắng sau này huynh sẽ trở thành một kẻ điên cuồng chỉ biết tu luyện. Diệp Quân cười nói, không đâu, thứ nhất trong lòng huynh, muội mãi mãi là quan trọng nhất, thứ hai huynh tu luyện trong tháp, tu luyện 10 năm trong tháp chỉ bằng một ngày ở bên ngoài, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Nạp Lan Ca gật đầu. Hy vọng trăm nghìn năm sau, chúng ta vẫn sẽ như bây giờ. Diệp Quân gật đầu, chắc chắn sẽ như thế. Hai người tay trong tay chậm rãi đi về phía xa. Hai người cứ trò chuyện như thế, nói về quá khứ, nói về hiện tại, nói về tương lai. Dù hai người đã thành hôn, nhưng vẫn luôn ở cạnh nhau thì ít còn xa cách thì nhiều, rất ít khi trò chuyện được với nhau như thế. Khi nói đến vấn đề con cái, hai người xuất hiện chút bất đồng. Vì truyền thống của nhà họ Dương là nuôi thả, đương nhiên Nạp Lan Ca không muốn con mình bị nuôi thả như thế. Có người mẹ nào có thể chịu được con mình từ nhỏ đã không ở bên cạnh mình chứ? Diệp Quân cười nói, muội không thích nuôi thả thì chúng ta sẽ không nuôi thả. Nạp Lan Ca gật đầu, chúng ta dạy dỗ đàng hoàng là được rồi. Diệp Quân cười nói, vậy sinh thêm mấy đứa nữa nhé. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Nạp Lan Ca lập tức đỏ mặt. Cô liếc hắn một cái, đứa này còn chưa sinh ra đã muốn sinh thêm đứa nữa rồi. Diệp Quân cười to. Nạp Lan Ca chợt nói, ngày mai phải đi đến Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, sau khi đến đó thì lại đi Thanh Châu, sau đó cũng nên rời đi rồi. Nạp Lan Ca nói, nhà họ An hiện tại. Nói đến đây, cô nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, sao huynh có thể tức giận vì chuyện này được. Nạp Lan Ca gật đầu, lần này đi đến Thanh Châu còn có một chuyện nữa, đó là xem thử tác dụng của Quan Huyên Pháp ở nơi đó, dù người bên dưới vẫn luôn truyền tin tức và mức độ tiến triển cho muội, nhưng muội vẫn muốn đích thân đi xem sao. Diệp Quân gật đầu, được. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, không còn sớm nữa, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Diệp Quân chớp mắt, bây giờ có làm được không? Nạp Lan Ca trừng Diệp Quân, suy nghĩ linh tinh cái gì đấy. Diệp Quân cười to, sau đó hai người từ từ biến mất trên đường. Buổi tối, ở trong phòng. Giọng nói của Diệp Quân đột nhiên vang lên, huynh chỉ sờ một cái thôi, không làm gì cả. Mặt trời đã lên cao. Diệp Quân chậm rãi mở mắt, hắn cúi đầu nhìn xuống,
Nạp Lan Ca đang nằm trong lòng hắn, mềm mại như một chú mèo con. Nhìn dáng vẻ của người đẹp quyến rũ đang nằm trong lòng, trong người Diệp Quân không khỏi lại xuất hiện một ngọn lửa không tên. Như nhận ra điều gì, Nạp Lan Ca chợt ngẩng đầu trừng Diệp Quân. Diệp Quân cười to, sau đó trở mình. Mấy ngày sau, Diệp Quân và Nạp Lan Ca rời khỏi thành Hoang Cổ. Lúc đi, họ cũng chỉ thông báo cho Diệp Tiêu và Nạp Lan Danh. Trong điện, Diệp Tiêu và Nạp Lan Danh đứng trước cửa, hai người ngẩng đầu nhìn lên chân trời, mãi không nói một lời. Một lúc lâu sau đó, Diệp Tiêu khẽ nói, lần này sau khi rời đi, cũng không biết bao giờ mới trở lại. Nạp Lan Danh cũng khẽ thở dài. Diệp Tiêu chợt nói, ta nghe nói gần đây ông xử lý không ít tộc nhân. Nạp Lan Danh gật đầu, nếu không nhờ tiểu ca nói với ta, ta cũng không biết trong tộc lại có nhiều người làm chuyện phạm pháp như thế. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía Diệp Tiêu cười khổ, đương nhiên nhà họ Diệp chúng ta cũng có, nhưng tiểu quân không nói những chuyện này với chúng ta. Nạp Lan Danh khẽ nói, dù người ngoài thấy tộc Nạp Lan ta và nhà họ Diệp ông vô cùng oai phong, nhưng thật ra chúng ta lại như đi trên lớp băng mỏng, vì không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, có ý đồ với chúng ta. Diệp Tiêu gật đầu, chúng ta cũng nên cẩn thận, tránh đi sai một bước sẽ không thể quay đầu lại. Nạp Lan Danh mỉm cười nói, làm cái chức gia chủ này đúng là mệt mỏi. Diệp Tiêu cũng cười to. Đúng thế, họ cảm thấy làm gia chủ đúng là quá mệt mỏi. Nhưng họ lại không thể mặc kệ, vì nếu họ mặc kệ thì không biết nhà Nạp Lan và Diệp tộc sẽ hỗn loạn như thế nào nữa. Thật ra họ cũng thấy tương lai gia tộc của mình khá mơ hồ. Vì quyền lực của Diệp Quân và Nạp Lan Ca thật sự quá lớn, mà hiện tại Diệp tộc và tộc Nạp Lan hoàn toàn không có trợ giúp gì với hai người họ. Hơn nữa, trong vũ trụ Quan Huyên, thực lực của Diệp tộc và tộc Nạp Lan cũng vô cùng nhỏ yếu, nhưng địa vị lại rất cao. Nói một cách đơn giản là địa vị không phù hợp với thực lực. Rất nhiều tộc nhân ngày càng hống hách, đặc biệt là ở bên ngoài, người trong hai tộc hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm giác hơn người. Họ cảm thấy rất lo lắng vì chuyện này. Lần này Nạp Lan Ca về tộc xử lý mấy trưởng lão có thực quyền rõ ràng là đang cảnh cáo tộc Nạp Lan. Lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên cười khẽ, trách nhiệm nặng nề và lâu dài. Nạp Lan Danh cười nói, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, đi uống mấy chung rượu đi. Hai người cười to rời đi. Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu. Khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca đến thư viện, trước sơn môn đã người đông nghìn nghịt. Đều là học viên và đạo sư của thư viện Quan Huyên. Gần như đều đến đông đủ. Thấy cảnh này, Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn nhau cười khẽ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khi nhìn thấy Diệp Quân và Nạp Lan Ca, tất cả học viên của thư viện Quan Huyên đứng ở sơn môn đều bắt đầu xôn xao, vội vàng vẫy tay hô hào. Diệp Quân và Nạp Lan Ca đáp xuống, người dẫn đầu là viện trưởng Chu Phu của thư viện Quan Huyên. Hai người vừa đến trước sơn môn, Chu Phu đã dẫn theo tất cả học viên đồng loạt hành lễ. Diệp Quân mỉm cười nói, mọi người không cần đa lễ. Mọi người nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca bằng ánh mắt vô cùng tò mò, đặc biệt là những người mới gia nhập thư viện Quan Huyên kia. Diệp Quân và Nạp Lan Ca chính là nhân vật truyền thuyết trong thư viện Quan Huyên ở Nam Châu. Đặc biệt là Diệp Quân. Thật ra dù Diệp Quân không phải thiếu chủ của thư viện Quan Huyên thì danh tiếng của hắn ở Nam Châu vẫn rất cao. Vì hắn đã dẫn dắt Nam Châu đánh bại Thanh Châu lúc đó vẫn còn hống hách ngạo mạn, giúp Nam Châu nêu cao tên tuổi từ đó. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía người đàn ông ở một bên, khi nhìn thấy đối phương, Diệp Quân nhất thời ngạc nhiên, Tiêu Huynh. Người đàn ông này chính là Tiêu Qua. Tiêu Qua mỉm cười nói, Diệp Huynh, đã lâu không gặp. Diệp Quân nhìn thẻ bài gỗ trước ngực Tiêu Qua, sau đó nói, bây giờ Huynh là đạo sư trong thư viện à? Tiêu Qua gật đầu, sau khi ra ngoài dạo chơi, cuối cùng phát hiện ta vẫn thích nơi này hơn, cho nên trở lại làm đạo sư. Diệp Quân cười nói, cảm giác làm đạo sư thế nào? Tiêu Qua cười to, cũng không tệ, khi nào rảnh huynh có thể thử. Sau đó, hai người đều cười to. Lúc này, Tiêu Qua chợt nói, lần này huynh có muốn tham gia thi đấu thượng giới không? Diệp Quân sửng sốt, thi đấu thượng giới. Tiêu Qua cười nói, huynh quên rồi à, thi đấu thượng giới 3 năm một lần, lúc này vừa khéo đã đến ngày. Lần trước huynh không ở đây,
Lần này huynh trùng hợp có thời gian, có muốn đi xem thử không? 3 năm. Diệp Quân nhẹ giọng nói, đã 6 năm trôi qua rồi. Tiêu Qua gật đầu, 6 năm trước, chuyện mấy người chúng ta đi tới thượng giới tham gia tỷ võ dường như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Diệp Quân cười đáp, đúng thế. Tiêu Qua cười nói, lần này đến cũng đã đến, hay là ở thêm 2 ngày đi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Ca, Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, vậy thì ở thêm 2 ngày nữa nhé. Diệp Quân cười đáp, được. Tiêu Qua cười to, lần này có 2 người tham gia, cuộc tỷ võ chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Diệp Quân cũng bật cười, hắn thật sự thấy hơi chờ mong. Giấc mơ của các thiếu niên thiếu nữ, cơ duyên Diệp Quân để lại. Với những người trẻ tuổi này, họ tu luyện nhiều năm như thế là vì có thể đạt được một thứ hạng cao, sau đó nâng cao tên tuổi, dành vinh quang cho châu lục, cho gia tộc của mình. Lúc trước khi đến thượng giới, hắn cũng có mơ ước. Nhớ đến những khung cảnh trước đây, Diệp Quân bật cười, không thể không nói tuổi trẻ thật sự rất vui vẻ. Sau khi trò chuyện với mấy người nhóm Tiêu qua một lúc lâu, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi tới núi Bán Thanh. Nơi này là chỗ ở của đạo sư Phí Bán Thanh của họ trước đây. Ở trên núi, Diệp Quân tò mò nói, Tiểu Ca, sao đạo sư lại không có ở đây? Nạp Lan Ca bình tĩnh đáp, bà ấy đã không còn ở Nam Châu nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Ca, không còn ở Nam Châu nữa. Nạp Lan Ca gật đầu, bà ấy ở vũ trụ Tiểu Quân rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Phí Bán Thanh lại đi đến vũ trụ Tiểu Quân. Nạp Lan Ca nhìn xung quanh, cười nói, thật là nhớ nhung nơi này. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Nạp Lan Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nếu huynh không phải thiếu chủ của thư viện Quan Huyên, thì huynh nói xem bây giờ chúng ta đang làm gì. Diệp Quân cười đáp, thế có lẽ huynh đã đi đời nhà ma rồi. Ha ha, nếu hắn không phải thiếu chủ của thư viện Quan Huyên, thì trong trận đấu với nhà họ An lần đó có lẽ hắn đã chết rồi. Nạp Lan Ca nhẹ giọng nói, cũng đúng. Nói đến đây, cô chợt hỏi một cách nghiêm túc, Tiểu Quân, huynh nói xem sau này khi chúng ta thành lập một trật tự hoàn toàn mới, mọi thứ thật sự đều có thể công bằng sao? Giống như trước đây khi chúng ta đối mặt với nhà họ An, nếu có Quan Huyên Pháp thì thật sự có thể giải quyết triệt để chuyện như thế ư? Diệp Quân lắc đầu, chắc chắn là không thể, vì nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tranh đấu. Sẽ có tình người, bất cứ quy tắc và pháp luật này cũng không thể công bằng tuyệt đối. Nạp Lan Ca im lặng, Diệp Quân cười nói, nhưng sau khi Quan Huyên Pháp thông dụng, chắc chắn có thể giảm bớt chuyện như thế xảy ra, hơn nữa cũng có thể khiến một vài thế lực phải kiêng dè, không đến mức làm chuyện xấu một cách trắng trợn. Nạp Lan Ca gật đầu, lúc trước nhà họ An dám làm chuyện xấu xa trước mấy trăm giới, hành động đó có thể nói là rất khoa trương. Còn công bằng tuyệt đối. Ở bất cứ thời đại nào cũng không thể xuất hiện. Làm người ai có thể không có suy nghĩ ích kỷ được. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, dù thế nào thì muội cũng sẽ ủng hộ huynh. Diệp Quân nắm chặt tay Nạp Lan Ca, nhẹ giọng nói, ta biết việc này sẽ rất mệt mỏi, nhưng ta cảm thấy chúng ta thật sự nên làm gì đó, dù không thể công bằng với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần có thể để đa số người được đối xử công bằng thì chúng ta cũng đã thành công rồi. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, huynh dẫn muội đến một nơi. Dứt lời, hắn bèn đưa Nạp Lan Ca đi tới tháp thí luyện. Nạp Lan Ca thắc mắc. Diệp Quân cười nói, trước đây khi tu luyện ở nơi này từng gặp một cô nương, là Diệp Vũ của nhà họ Diệp, cô ấy đã cho ta huy hiệu này. Dứt lời, hắn lấy huy hiệu kia ra. Diệp Quân khẽ nói, lúc đó ta rất vui vẻ. Cực kỳ vui vẻ, vì đây là một sự nhận định. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý chậm rãi bay ra. Nạp Lan Ca cười nói, huynh cũng muốn để một phần thưởng ở nơi này à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, cô không nói gì mà chỉ nắm chặt lấy tay hắn. Diệp Quân cười nói, không biết sau này ai sẽ đến đây, sau đó nhìn thấy kiếm ý này của huynh. Nạp Lan Ca cười nói, dù là ai nhìn thấy huynh, chắc chắn người đó cũng sẽ rất kích động và vui vẻ. Diệp Quân cười to. Sau khi hai người rời khỏi tháp thí luyện thì trở lại núi Bán Thanh, hai người ngồi trên tảng đá lớn cứ ôm nhau như thế, ánh nắng chiều bao phủ chân trời phía xa,
đẹp không tả xiết. Hai người cứ ôm nhau trò chuyện như thế, cứ như có chuyện nói mãi không hết. Đêm khuya, bầu trời đầy sao, Nạp Lan Ca nằm trong lòng Diệp Quân, khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô chợt nhỏ giọng nói, mấy ngày nay muội rất vui vẻ. Diệp Quân khẽ mỉm cười, huynh cũng thế. Nạp Lan Ca cười khẽ sau đó ôm chặt lấy Diệp Quân, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Diệp Quân dịu dàng ôm lấy Nạp Lan Ca, ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong tinh không, nhân tính. Thần tính. Bây giờ chắc chắn hắn là nhân tính, nhưng hắn biết rõ theo thời gian dần trôi, tình cảm và tình thân của mọi người sẽ ngày càng phai nhạt. Nhưng chắc chắn là có ngoại lệ. Ví dụ như mấy người cha, mẹ và cô váy trắng của hắn. Họ đều là cao thủ hàng đầu, nhưng họ chưa từng vứt bỏ tình thân. Cho nên cuối cùng vẫn còn có nhân tính. Sau khi ở lại thư viện Quan Huyên 2 ngày, Diệp Quân và Nạp Lan Ca cùng mấy đại diện là Chu Phu và Tiêu Qua đi tới thượng giới. Khi họ đến thượng giới, người của thư viện Quan Huyên ở thượng giới đã đợi ở lối vào thượng giới từ lâu. Khi Diệp Quân nhìn thấy viện trưởng của thư viện Quan Huyên ở thượng giới, hắn nhất thời sửng sốt. Người này không phải ai khác mà chính là Triệu Tố. Lúc trước khi đến thượng giới hắn từng tiếp xúc với bà ấy 1-2 lần. Khi nhìn thấy Diệp Quân, Triệu Tố vội cung kính hành lễ, bái kiến viện trưởng. Lúc cúi đầu, trong mắt bà ấy lóe lên cảm xúc phức tạp. Hai người gặp lại nhau lần nữa, tình huống hôm nay đã hoàn toàn khác biệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.